lại sự đổi mới trên từng sản phẩm, và gray chính là tuyệt vời, hoàn hảo. Đối với cái phần logo của thương hiệu thì như cô và các bạn thấy được là cái logo tụi em tự thiết kế cho cái cửa hàng nội thất của mình là cái logo với cái biểu tượng đầu tiên mà mọi người thấy, đó là biểu tượng về ngôi nhà, và với bốn cái chữ được lồng ghép với nhau, đó là chữ L, chữ M, chữ C và chữ G. Thì bốn cái chữ này sẽ thiết kế lồng ghép với nhau để tạo thành một cái bức tường thể hiện cái sự bền vững, với cái chữ L và chữ C đang được thiết kế hướng vào nhau với cái ý nghĩa đó là thể hiện cái sự bảo vệ và mang cái tính an toàn của từng sản phẩm. Còn chữ M được nằm ở giữa và có cái và nối nét với hai chữ còn lại thì thể hiện cái sự là liên kết cũng như là sáng tạo của sản phẩm. Còn đối với chữ chi thì chữ chi nó thể hiện cái phần mái nhà và nó cũng mang cái tính là vẻ đẹp hoàn mỹ của sản phẩm. So với còn lại thì cái tông màu là cái màu sắc mà đặc trưng của sản phẩm cũng thể hiện trên logo, đó là màu vàng gold kết hợp với cái hiệu ứng là hiệu ứng gradient, tạo sự sang trọng cũng như là cái hiệu ứng nổi sẽ không kém cái phần xa hoa và tinh tế của sản phẩm. Và tiếp tới là cái câu slogan mà tụi em đã đặt ra, đó là hiện thực hóa thiên đường trong bạn. Thì cái câu slogan này được mang ý nghĩa là đem đến cho khách hàng một cái sự trải nghiệm không chỉ đơn thuần là nhà ở, mà LCMG đã muốn khách hàng cảm nhận được cái sự tuyệt vời cũng như là cái sự hoàn hảo đến từng sản phẩm của công ty. Và em xin nhường cái phần thuyết trình của mình cho bạn khác ạ. Em cảm ơn. Dạ, em chào cô và các bạn. Thì sau đây em sẽ nói về phần giá trị của thương hiệu và đặc tính của thương hiệu ạ. Khuyên ơi, Khuyên nói phần sản phẩm luôn đi Khuyên. À rồi. À, thì về sản phẩm thì đây là một sản phẩm nội thất thông minh có kiểu dáng hiện đại vô cùng cứng cáp và chắc chắn, đặc biệt là ghế sofa được thiết lập thêm một tầng dưới để tạo thêm một không gian nằm nghỉ tiện lợi cho hai người khi cần thiết. Về bàn trà thông minh thì mẫu bàn trà hiện đại về kiểu dáng có thể nâng lên hạ xuống một cách dễ dàng và được bố trí nhiều ngăn nhỏ đựng đồ, chắc chắn sẽ làm cho phòng khách nhà bạn có trở nên thú vị và sẽ ít tốn diện tích hơn. Mới nhìn thì bạn nghĩ nó chỉ là một chiếc bàn bình thường. Tuy nhiên khi kéo ra thì bên trong có ngăn đựng đồ giúp bạn cất ly chén sau khi sử dụng một cách tiện lợi hơn. Nội thất quan trọng và chiếm nhiều không gian trong phòng ngủ chính là chiếc giường. Đây cũng là một nội thất quyết định tới thẩm mỹ của căn phòng, đồng thời ảnh hưởng tới giấc ngủ của gia chủ. Một chiếc giường tích hợp nhiều tính năng sẽ giúp cho căn phòng trở nên đẹp hơn và đem lại một giấc ngủ ngon hơn. Với mẫu giường tầng đa năng này thì tủ quần áo và bàn học có được tích hợp chung cho càng được tích hợp chung có nhiều không gian trống để chơi đùa trong phòng riêng hay hạn chế tối đa va đập trong sinh hoạt của bé. Về tủ bếp thì đây đúng là những chiếc tủ bếp thông minh khi được thiết kế ngăn chứa đồ hiện đại, có bàn xoay giúp lấy đồ một cách dễ dàng mà lại còn tận dụng được tối đa diện tích trong ngăn tủ. Tiếp theo đó là sofa lơ lửng, thì nó tạo ra một sự thoải mái, thư giãn cao cấp. Đám mây từ tính bay lơ lửng là khái niệm sofa tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng được thấy. Năng lượng từ tính được tạo ra từ chân ghế đỡ cho các phần đám mây mềm mại của mặt ghế. Chiếc sofa này sẽ là một nơi tuyệt vời để thư giãn, làm việc và nạp năng lượng. Không giống như thiết kế giường ngủ, nó không dùng bất cứ loại cáp thép nào để nâng mặt ghế lên. Về giá trị thương hiệu thì để xây dựng giá trị thương hiệu thì mình sẽ tìm hiểu hai phần, đó là các cách để xây dựng thương hiệu và
các bước để xây dựng thương hiệu của sản phẩm. Về các cách xây dựng thương hiệu sản phẩm thì đầu tiên thì chúng ta sẽ truyền đạt lợi ích sản phẩm của doanh nghiệp ra thị trường. Thì về nội thất thông minh á, thì mình có thể tiết kiệm khoảng một khoản chi phí, thay vì mình mua hai hoặc nhiều món thì mình có thể sử dụng đồng thời các chức năng cần thiết của một sản phẩm. Thứ hai là đơn giản hóa thương hiệu sản phẩm và các thông điệp. Thì về nội thất thông minh thì tối ưu hóa được diện tích trong căn nhà của mình và tăng thêm không gian hơn. Thứ ba đó là xây dựng thương hiệu sản phẩm phải truyền đạt dễ hiểu. Và cái thứ tư là dùng thử sản phẩm. Về các bước để xây dựng thương hiệu thì gồm có 4 bước. Bước thứ nhất đó là nghiên cứu các giá trị cơ bản. Bước 2 là nghiên cứu đối thủ, đo đạc cạnh tranh và cơ hội trên thị trường. Bước 3 đó là nghiên cứu khách hàng mục tiêu. Bước thứ 4 đó là xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn của thương hiệu. Đặc tính thương hiệu thì tại sao cần đặc tính thương hiệu? Vì một thương hiệu cần có một hoặc là nhiều đặc tính thương hiệu khác nhau. Đặc tính thương hiệu giúp cho khách hàng ghi nhớ, qua đó gợi nhớ khi có nhu cầu và phân biệt với các thương hiệu cạnh tranh cùng ngành. Thì sau đây là 4 cái đặc tính như sau. Thì tên thương hiệu đó là LGMG. Nhận diện thương hiệu đó là các sản phẩm hướng đến sự tiện nghi, thông minh, ít tốn diện tích và độc lạ. Về tính cách thương hiệu thì nó tạo ra sự thoải mái và thư giãn cao cấp. Về giá thành sản phẩm thì nó đáp ứng nhu cầu của khách hàng từ tầm trung cho đến phần cao cấp. Dạ, em xin nhường phần thuyết trình cho bạn tiếp theo ạ. Vâng, tiếp theo đây thì LCMG sẽ đưa ra các chiến lược phát triển thương hiệu như sau. Đối với sự bảo trợ thương hiệu thì LCMG sẽ sử dụng mô hình nối tên thương hiệu hay còn gọi là branded house hay là gia đình thương hiệu. Thì ở đây thì nối tên thương hiệu chính là sử dụng một phần chính để ghép vào cùng thương hiệu sản phẩm, là cách bảo trợ mà giúp cho thương hiệu của sản phẩm được nhận biết một cách nhanh chóng. Và với việc quảng cáo xây dựng hình ảnh cho thương hiệu sản phẩm một cách riêng biệt, không cần nhấn mạnh mối quan hệ của thương hiệu bảo trợ, nhưng người tiêu dùng vẫn có thể nhận thấy và có thể liên tưởng mạnh đến thương hiệu. Và mô hình bảo trợ nối tên thương hiệu này thì cũng sẽ cho phép doanh nghiệp tiếp cận được nhiều phân khúc thị trường khác nhau, tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ như LCMG sẽ đưa các tên các nhóm thương hiệu, ví dụ như Best Kitchen, Living, Bath hay là Smart, là những nhóm thương hiệu, các gia đình thương hiệu của các nhóm của thương hiệu để mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng. Và về chiến lược phát triển thương hiệu thì bên có rất nhiều chiến lược phát triển thương hiệu, nhưng đối với LCMG thì sẽ chọn chiến lược phát triển thương hiệu theo nhóm và dòng sản phẩm. Đối với lại chiến lược này thì nó mở rộng theo hướng chiều dọc dựa trên định vị vững chắc của một thương hiệu để có thể tận dụng mở rộng cho nhiều các sản phẩm khác. Và các sản phẩm này thì có lợi ích khác nhau nhưng cùng tên và hướng đến phục vụ cho một phân khúc khách hàng. Và hoạt động truyền thông mang tính hiệu quả cao, do đó có thể bao trùm lên tất cả các sản phẩm. Và như vậy thì khách hàng mục tiêu có thể sử dụng đồng thời các sản phẩm khác nhau cùng một thương hiệu, với các ưu điểm như có thể giúp cho doanh nghiệp mở rộng các nhóm sản phẩm, ít tốn kém chi phí truyền thông và quảng cáo. Bên cạnh đó thì cũng giúp cho thương hiệu nhóm có thể chỉ cần tập trung quảng cáo và tuyên truyền cho một vài sản phẩm điển hình và tạo ra các hình ảnh tích cực về tính nhất quán của sản phẩm. Cùng với đó thì đối với lại một thương hiệu vừa và nhỏ cũng mới thành lập trên thị trường thì đây là một trong những chiến lược có vẻ là khá phù hợp đối với thương hiệu. Đối với một thương hiệu mới tạo dựng trên thị trường thì việc tạo ra các điểm khác biệt giữa các thương hiệu cạnh tranh cùng ngành là điều vô cùng quan trọng. Thì đối với thương hiệu nội thất này thì đã được định hình là một thương hiệu nội thất thông minh. Thì như chúng ta thấy thì nội thất thông minh sẽ thường có những thiết kế đơn giản, tuy là nó không có tính thẩm mỹ cao như các nội thất thông thường, nhưng nó có đầy đủ các chức năng tiện ích và mang lại cho khách hàng những trải nghiệm rất đơn giản và tiện nghi, mà nội thất thông thường thì hầu như họ sẽ không đáp ứng được những nhu cầu này. Bên cạnh đó thì LCMG
LCMG còn mang đến những trải nghiệm tốt bằng những sản phẩm mới, độc lạ và chưa có mặt trên thị trường. Và so với các sản phẩm nội thất thông thường thì nội thất thông minh sẽ được sử dụng một cách linh hoạt và tiện ích. Các sản phẩm nội thất thông minh có thể biến đổi qua các không gian sống khác nhau và nhờ vào tính đa năng của nội thất thông minh thì có thể tối ưu hóa được diện tích của căn nhà. Cùng với đó, nó có thể tận dụng tốt các góc chết, góp phần tăng thêm không gian cho ngôi nhà. Và nội thất thông minh đa năng cũng sẽ giúp chuyển đổi môi trường sống một cách linh hoạt, góp phần thích nghi với các nhu cầu khác nhau. Dạ, phần trình bày của nhóm em tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn bài trình bày của nhóm số 10. Một cái ý tưởng cũng rất là tốt ha. Về các bạn có hay là đặt câu hỏi gì cho nhóm số 10 không? Thì các bạn đặt câu hỏi cho nhóm 10 cùng sẽ xong ha. Nam mô A. Thực ra thì cái ý tưởng của các bạn đang rất là tốt ha. Khi mà các bạn trình bày vào đầu tiên á, thì về cái thiết kế của cái logo của các bạn ha, cái tên thì là cũng là cái viết tắt thế luôn ha. MCMG hồi nãy các bạn nói cái tên này biết có nghĩa gì ha? Dạ, nó là từ viết tắt của bốn đặc trưng riêng của cửa hàng nội thất ạ. Là cái gì em? Là dạ là LCMG ạ. Vậy bốn đặc trưng đó là gì? Dạ, đặc trưng thứ nhất là sang trọng. Cái này là luxury mình ạ. Rồi thứ hai là dạ convenient ạ. Là tiện lợi ạ. Rồi. Dạ, đặc trưng thứ ba là hiện đại model ạ. Rồi. Dạ, đặc trưng cuối cùng là great, tuyệt vời. Rồi, cảm ơn nhóm ha. Cái tên cũng rất là ý nghĩa và cái logo thiết kế thì tốt rồi đó. Và cái câu khẩu hiệu của chúng ta thì hiện thực hóa thiên đường trong bạn. Thì thật ra cái câu khẩu hiệu này nó tạo cho người nghe một cái cảm giác là khi đến với cửa hàng nội thất của các bạn á, thì chúng ta có thể là gọi là biến cái ước mơ về cái tổ ấm của mình nó thành hiện thực thông qua những cái thiết kế ở trong cửa hàng của các bạn, đúng không? Vậy thì ở đây nó nhấn mạnh tới cái lợi ích mà khách hàng có được nhiều hơn là chúng ta đi vào cái đặc tính về thương hiệu. Tuy nhiên câu khẩu hiệu thì các bạn thấy là chúng ta nói chung là chúng ta sẽ không có bị bó buộc quá là nó bắt buộc phải thể hiện cái đặc tính thương hiệu ở trong đó, đúng không ạ? Tuy nhiên là nếu như chúng ta câu khẩu hiệu của chúng ta nếu như thể hiện được cả cái đặc tính thương hiệu luôn ở trong đó thì nó sẽ dễ gây dấu ấn với khách hàng hơn. Còn về cái đặc tính thương hiệu á, rồi cái đặc tính thương hiệu của các bạn là gì vậy? Tức là cái đặc tính chung của thương hiệu của các bạn, cái cốt lõi là cái gì á? Giống như là cái điểm cứu của EasyJet nó là giản tiện ha. Cái điểm cứu của phở 24 á, thì nó là gì các bạn? Phở dạng như là nó rất là gọi là truyền thống thôi nhưng mà nó mang cái tính hiện đại đó. Các bạn đợi chút xíu, cô có điện thoại, xin lỗi các bạn chút nha. Cái tính cách thương hiệu ở đây nó không có phải là cái này, mà cái tính cách thương hiệu nó phải là một cái tính từ. Nó ví dụ như là nó hiện đại, thoải mái. Cái đó mới là đặc tính thương hiệu, và chính cái hiện đại thoải mái đó nó sẽ đem lại cái yếu tố này.
những cái lợi ích mà khách hàng có được thông qua cái đặc tính thương hiệu đó, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn, thực ra đối với cái thương hiệu này đó, thì cái đặc tính thương hiệu mà cô có thể cảm nhận được thông qua cái tên của các bạn nè, cái danh mục sản phẩm của các bạn nè, các bạn có chiếu một số những cái sản phẩm cụ thể đó, thì chúng ta có thể cảm nhận được cái đặc tính thương hiệu này là cô có thể nêu ra cho các bạn ba cái tính từ, thì các nhóm các bạn cũng có thể cân nhắc xem thử là cái nhận định của cô nó có trùng với cái ý tưởng của các bạn hay không. Đó là cái đặc tính thương hiệu, đó là hiện đại nè, tiện ích nè, thông minh nè, đúng không ạ? Đó là ba cái gọi là ba cái tính từ mà cô có thể nhận thức được thông qua cái nội dung mà các bạn trình bày về cái ý tưởng này đó. Thì khi chúng ta xác định đặc tính thương hiệu, chính là chúng ta xác định, hôm bữa cô nói với các bạn gì ạ, cái chúng ta sẽ dùng những cái tính từ ha, chúng ta dùng những cái tính từ để mà xác định đặc tính thương hiệu của mình là nó chính xác nhất, tại vì cái đặc tính và cái đặc điểm mà, cho nên chúng ta sẽ sử dụng tính từ ha. Còn về cái chiến lược phát triển thương hiệu của các bạn đó, thì các bạn đang sử dụng cái gọi là cái sự bảo trợ rất là mạnh của thương hiệu mẹ, đúng không? Các bạn là dùng nối tên thương hiệu ha, nối tên thương hiệu theo các cái nhóm ngành hàng, ví dụ như là phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng gì đó, đúng không? Chúng ta sẽ nối vào cái tên LCMG. Thì các bạn thấy đây là cái cách gì ạ? Đây là cái cách giống như là Google người ta đang sử dụng, ví dụ như Google Drive, Google Photo, rồi là Google vân vân, rất là nhiều Google đó, thì chúng ta cũng đang sử dụng cái cách đó. Thì thực ra đối với cái cách này nè, chúng ta chỉ thực hiện quảng bá cho thương hiệu mẹ thôi, chúng ta chỉ thực hiện quảng bá cho cái tên thương hiệu cửa hàng nội thất LCMG thôi, chứ chúng ta không cần đi chi tiết quảng cáo cho từng ở trong các công ty sản phẩm. Đặc biệt là công ty gì sản xuất, người ta hay đưa ra các sản phẩm mới để mà quảng cáo, và đặc biệt là trong LCMG của mình, nhưng mà không cần đi vào quảng cáo cho từng cái sản phẩm nữa. Thì đó là đặc trưng và cái ưu điểm của việc chúng ta sử dụng thương hiệu bảo trợ mạnh này. Và thật ra đối với mặt hàng mà cửa hàng trang trí nội thất như các bạn đó, thì các bạn sử dụng cách mà chúng ta phát triển thương hiệu này là rất là chính xác, bởi vì hàng hóa của chúng ta sẽ rất là đa dạng, đúng không? Đa dạng và nó có thể thay đổi trong tương lai, cho nên là chúng ta chỉ nên quảng bá cho cái thương hiệu là LCMG thôi. Tại vì ví dụ như hôm nay các bạn ra một cái bộ ghế sofa gì đó, nó thông minh cấp độ 1, và qua năm sau thì cái model này nó bị loại khỏi thị trường rồi. Mà nếu như chúng ta làm quảng cáo cho nó đó, làm marketing cho nó đó, thì nó rất là phí, đúng không? Nó sẽ bị thay bởi là cái cấp độ 2, 3, 4, 5. Thay vì như vậy đó, thì chúng ta chỉ quảng cáo cho LCMG chúng ta thôi, và chúng ta bán tất cả những cái sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh. Đó là cái ưu điểm của nó. Còn cái nhược điểm đó là gì? Nếu mà chúng ta nối cái LCMG này vào tất cả các cái nhóm, tức là các cái nhóm sản phẩm hoặc là cái dãy sản phẩm của các bạn đó, thì rõ ràng là những dãy sản phẩm, những nhóm sản phẩm nó đều phải có cái tác động là hỗ trợ cho cái hình ảnh của cái thương hiệu mẹ LCMG này. Thì nó phải thể hiện được cái đặc tính cốt lõi của thương hiệu, đó là hiện đại, tiện ích, thông minh chẳng hạn. Nên là cô chỉ ví dụ là cái đặc tính nó là như vậy thôi, là do cô cảm nhận được, còn nhóm xác định nó là cái gì. Thì tất cả những cái sản phẩm, các dòng sản phẩm từ phòng ngủ cho tới phòng khách hay cái gì đó, thì nó cũng phải đảm bảo được cái đặc tính này, để nó không bị cái gì các bạn, nó không bị mâu thuẫn lại là cái đặc tính của thương hiệu mẹ, bởi vì chúng ta để cái thương hiệu mẹ rất là lớn ở đầu và chúng ta nối cái đuôi vào thôi, được không ạ? Đó. Thì về tổng quan chung thì các bạn xây dựng, tức là chúng ta thiết kế về thương hiệu, về cái tên, rồi là cái đặc tính thì chúng ta chưa có xác định được rõ ràng lắm hơn, nhưng mà thực ra nó không phải là vấn đề, bởi vì là những cái thứ mà các bạn trình bày nó không có bị mâu thuẫn với nhau, cho nên chúng ta chỉ cần xác định lại cái đặc tính thương hiệu mà các bạn muốn hướng tới là cái gì thôi, thì nó sẽ, cô nghĩ là nó sẽ xung quanh những cái điều mà cô nói, ví dụ như hiện đại này, tiện ích là thông minh nè. Đó là cái phần nhận xét của cô, cũng như là góp ý thêm cho nhóm 10 ha. Rồi cảm ơn bài trình bày của nhóm 10, cái ý tưởng của các bạn cũng tương đối là tốt rồi đó.
và cái phần thiết kế của các bạn cũng như là định hướng về phát triển thương hiệu cũng tốt. Tại vì là các bạn biết là cái chiến lược phát triển thương hiệu là nó khó nhất đó. Mà chúng ta tìm ra cái đặc tính xong rồi chúng ta phát triển thương hiệu như thế nào, có ra khỏi cái đặc tính đó hay không, hay là chúng ta sử dụng cái đặc tính chung của thương hiệu mẹ đó cho các thương hiệu con hay như thế nào trong từng cái đoạn thị trường ha. Thì ở đây là các bạn sử dụng cái tính cách thương hiệu và cái sự bảo trợ mạnh ở đây, bạn có nói là tiếp cận nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Thật ra là cũng không phải là tiếp cận được nhiều phân khúc thị trường khác nhau đâu. Về hàng nội thất thì thông thường là nó không chia ra. Ví dụ như là mặc dù là chúng ta có thể hình dung là phòng khách nó sẽ khác phòng ngủ người lớn nó sẽ khác phòng ngủ trẻ em. Nhưng mà khi mà các bạn xác định phân khúc khách hàng mục tiêu á, nó không có chia ra như vậy. Bởi vì khi mà các bạn xây dựng một cái căn nhà thì thông thường chúng ta sẽ phải mua đồ nội thất cho từng đó cái căn phòng á. Không lẽ là chúng có người xây nhà chỉ làm phòng khách không thôi, hay là chỉ làm phòng ngủ không thôi? Không phải vậy. Thường thì người ta sẽ sắm toàn bộ cái căn nhà luôn. Và bây giờ thì các bạn thấy là cái điều kiện kinh tế cũng tốt, cho nên là người ta sẽ kiểu như đồng bộ ha, thiết kế đồng bộ trang trí nội thất ở trong nhà luôn. Thì cái phân khúc khách hàng ở đây chúng ta có thể hình dung là theo thu nhập. Ví dụ như hàng của các bạn cô cảm giác là nó tương đối là sịn sò đó, thì có thể là theo cái mức thu nhập là khá trở lên chẳng hạn. Còn nếu như các bạn muốn tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng á, thì tại vì cái đặc tính thương hiệu này nó còn liên quan đến giá nữa, nó hiện đại, tiện ích mà nó thông minh này thì không thể nào có giá thấp được, đúng không ạ? Cho nên là mình phải xác định lại cái chỗ này chút xíu xíu thôi là ok ha. Rồi đó là cái phần nhận xét của cô đối với nhóm 10 có hỏi gì không ạ? Dạ không cô. Rồi cảm ơn nhóm 10 ha. Cô mời nhóm 2 luôn đi. Cái máy của cô tự nhiên hôm nay nó không nhận bàn phím, thế là cô phải ghi bằng giấy ra này mới được. Dạ chào cô và cả lớp. Thì sau đây em xin đại diện nhóm 2 giới thiệu về cái sản phẩm và cái thương hiệu của nhóm em. Về nội dung thì nhóm em có 6 vấn đề để giới thiệu với cô và cả lớp ngày hôm nay. Thứ nhất là cái lý do mà hình thành ý tưởng của nhóm. Thứ hai là tên sản phẩm và công dụng. Thứ ba là xây dựng cái giá trị thương hiệu. Và thứ tư là xây dựng đặc tính thương hiệu của nhóm. Thứ năm là logo và thứ sáu là ý nghĩa đặc điểm của sản phẩm ạ. Về đầu tiên là lý do hình thành ý tưởng này, thì với cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 như hiện nay thì các hoạt động đời thường của mọi người đều bị ảnh hưởng và có sự xáo trộn nhất định. Và cái việc học và làm việc online thường xuyên sẽ dẫn tới các bệnh về xương, về mắt, về tinh thần. Tính chất công việc cần ngồi liên tục trong nhiều giờ thì khiến cơ thể người sẽ dễ bị nhức mỏi, giảm hiệu suất công việc, và nếu như không lựa chọn được một cái ghế ngồi phù hợp. Hiện nay, nhất là khi mà nhu cầu làm việc tại nhà, work from home đang rất lớn, thì nhu cầu về một chiếc ghế đủ tốt, đủ hiệu quả thì giúp cho chúng ta có thể được ngồi được lâu hơn. Chiếc ghế mà bạn ngồi làm việc có tác động rất lớn đến sức khỏe của chính bạn. Và nếu chọn được một chiếc ghế không phù hợp á, thì bạn rất dễ bị chấn thương, bị nhức mỏi vân vân. Và để hỗ trợ tối đa cho mình trong quá trình làm việc, những chiếc ghế đa năng của chúng em đã ra đời. Chiếc ghế đa năng được sản xuất giữa chúng em hướng tới về cái cấu trúc ngồi làm việc chuẩn, giúp người ngồi thoải mái này, hạn chế mắc các bệnh về xương khớp mắt vân vân, thì giúp nâng cao được hiệu suất làm việc. Đi kèm đó là về kiểu dáng hiện đại và thiết kế linh hoạt. Thì chiếc ghế đa năng được sử dụng trong văn phòng làm việc hoặc là tại công ty, tại nhà, và phù hợp với nhu cầu phục vụ cho công việc giải trí, học tập của mình. Thì tên sản phẩm của chúng em đó là ghế M-Chair. Thì M-Chair là được viết tắt của từ Multi-Chair, là hay còn gọi là ghế đa năng á. Thì những chiếc ghế đa năng này ra đời để hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình làm việc. Thứ hai là chúng em muốn hướng tới về cái cấu trúc ngồi làm việc chuẩn này, giúp người ngồi thoải mái, hạn chế các bệnh. Rồi
một chiếc ghế đủ tốt, đủ hiệu quả để chúng ta có thể làm việc tốt hơn. Về công dụng thì có rất là nhiều công dụng. Thứ nhất là cải thiện tình trạng stress này, mệt mỏi. Thứ hai là cải thiện hệ hô hấp. Thứ ba là tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện giấc ngủ. Thứ tư là giảm đau nhức cơ. Thứ năm là tăng cường tuần hoàn máu. Và cuối cùng là ngăn ngừa thoái hóa cột sống. Nó có công dụng về cả bên trong và bên ngoài. Giúp chúng ta có thể phục vụ hết tất cả các nhu cầu hàng ngày ạ. Và thứ ba là qua slide dùm lẹ quá. Thứ ba là xây dựng giá trị thương hiệu của nhóm. Thì nhóm em xây dựng giá trị thương hiệu với sự cam kết với khách hàng về chất lượng, tính năng và những lợi ích của chiếc ghế sẽ mang lại cho khách hàng. Thứ hai là về thiết kế hiện đại, đẹp mắt. Thứ ba là cho khách hàng có thể được trải nghiệm thử chiếc ghế này. Thứ tư là các thông tin quà tặng, nội dung quảng cáo thì sẽ được đồng nhất về màu và logo và luôn kèm theo logo để dễ dàng nhận diện thương hiệu của mình. Về chăm sóc khách hàng thì chúng em sẽ thường xuyên chăm sóc, hỏi thăm và tư vấn nhiệt tình trong quá trình khách hàng sử dụng chiếc ghế này, và có các chiến lược tặng quà có liên quan đến ghế cho khách hàng vào các dịp lễ hoặc là những dịp đặc biệt nào đó, và chia sẻ những phản hồi tích cực từ những khách hàng đã sử dụng rồi, và cho khách hàng biết và hiểu rõ về các tính năng cũng như là sự khác biệt của chiếc ghế mang lại lợi ích cho khách hàng so với các chiếc ghế massage khác trên thị trường, và chứng minh cho khách hàng thấy sự khác biệt của chiếc ghế bằng cách là cho họ xem trực tiếp với thái độ thân thiện, nhiệt tình hoặc là quay video clip đưa lên các phương tiện truyền thông. Và các đặc tính thương hiệu cơ bản và logo như thế nào thì em xin mời bạn Đạt trình bày ạ. Cảm ơn cô ạ. Nè, cô nghe không ạ? Có Đàn ơi. Dạ. Dạ thì em xin chào cô và các bạn. Để tiếp tục cái phần thuyết trình của nhóm em thì em sẽ trình bày về cái đặc tính của thương hiệu cơ bản của nhóm em. Thì thứ nhất là tên thương hiệu của nhóm em sẽ lấy tên là M-Chair và viết tắt cái tên là Multi-Chair. Và thứ hai là nhận diện của thương hiệu thì là nhóm em quyết định lấy là cái logo hình mái nhà hướng cong tạo thành chữ M. Và cái tông màu chủ đạo là màu xám nhạt và thiên hướng sáng, tạo nên cái điểm đặc điểm đơn giản của logo nhóm em hơn. Và đặc tính thương hiệu của em nhóm em là thoải mái và tiện lợi, phù hợp với những người mà làm việc trong thời gian lâu dài ở văn phòng, cũng như là các người mà làm việc trước máy tính hay là work from home. Và cuối cùng là giá thành sản phẩm thì là nhóm em thì là vì là cái ghế nên là nó sẽ rẻ hơn từ 10 đến 15 so với các loại ghế massage thông thường khác trên thị trường. Thì trung bình của một cái ghế massage trên thị trường thì giá dao động nó từ 20 triệu đổ lên. Và các em là thiên hướng về sang trọng, bền. Và tiếp theo là năm cái đặc tính thương hiệu tạo nên bản sắc của nhóm em. Thứ nhất là thấu hiểu và giải quyết tốt cái vấn đề của khách hàng. Cụ thể hơn là tạo mối dây liên kết với cảm xúc người tiêu dùng, với nhiệm vụ là giúp người tiêu dùng thoải mái và đảm bảo sức khỏe khi ngồi làm việc lâu dài. Và thứ hai là định vị chính xác, là nhóm khách hàng hướng đến là người lao động và có thu nhập trung bình và quan tâm đến công dụng, mục đích chính của em Chair. Thứ ba là tính nhất quán, là nhóm em là mỗi năm sẽ ra một sản phẩm ghế với một tính năng mới và mở rộng hệ sinh thái thay vì hạ thấp tiêu chuẩn của sản phẩm đó. Và tiếp theo là tính bền vững. Bền vững ở đây là trong tính năng và chất lượng, nhưng không ngừng chủ động thay đổi để phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Và cuối cùng là sự uy tín. Sự uy tín ở đây là không chỉ tạo niềm tin với người tiêu dùng mà còn cần đến sự tín nhiệm của người đối tác và nhà cung cấp, và đãi ngộ tốt với đội ngũ nhân viên. Tiếp theo thì là đây là logo của nhóm em. Phần mái nhà đầu tiên là chữ M và chữ C, viết tắt cái từ M Chair, thì nhóm em lấy ký tự đầu tiên là chữ M với chữ C tạo hình logo của nhóm em. Thì là M hình mái vòm và chữ C là hình cái đế của cái ghế đó, tạo thành một cái logo tên là M Chair. Và cái đặc điểm nổi bật của ghế em xe nhóm em á là thiết kế tay đệm mút cao cấp cho người sử dụng một cách thoải mái nhất, và đặc biệt là chống gù lưng và chống mỏi cổ trong khi làm việc một thời gian dài. Và tay phải của chiếc ghế thì sẽ có một cái bàn làm việc nhỏ để họ có thể làm việc cũng như là có thể nốt lại những cái điều quan trọng hay những lưu ý cần thiết.
Và bên trái của chiếc ghế sẽ là cái chỗ đựng cốc nước, hạn chế cho những ai mà làm việc quá nhiều dẫn đến không có thời gian để lấy nước uống. Ngay phía cũ của chiếc ghế đó thì nó sẽ có một cái máy massage nhỏ để họ có thể cảm thấy giảm đau nhất khi làm việc trong thời gian dài, cũng như là đỡ mỏi lưng và đặc biệt là chống gù lưng. Và cuối cùng là ý nghĩa thực tiễn của chị em trẻ nhóm em là giúp họ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc và nó không với mệt mỏi và chán nản trong công việc, cũng như là ngồi một chỗ quá lâu là sẽ dẫn đến tình trạng là mệt mỏi kiệt quệ, và cải thiện sức khỏe một cách tức thì, tránh tình trạng mất ngủ và hô hấp không đều, và ngăn chặn với các bệnh về xương khớp và thoái hóa khớp cũng như là thoát vị đĩa đệm. Và phần thuyết trình của nhóm em về ghế em chair này đến đây là hết, và cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Câu khẩu hiệu là gì? Hồi nãy giờ trình bày câu khẩu hiệu chưa cô? Chưa nghe thấy ta? Nhóm 2 ơi. Dạ, khẩu hiệu nhóm em là nhóm đa năng đó cô. Đa năng, tiện lợi và tiện nghi. Tức là câu khẩu hiệu của bạn cụ thể là gì? Đa năng, tiện lợi. Sao? Đọc dạ, câu khẩu hiệu của nhóm em là điểm tựa vững chắc cho sức khỏe của bạn ạ. Điểm tựa vững chắc cho sức khỏe của bạn. Dạ. Đợi cô chút nha, cô đang nốt lại. Rồi về cái ý tưởng của nhóm số 2 nè, thì cái đặc tính thương hiệu của các bạn là thoải mái, tiện lợi. Về mô tả đó, về ý tưởng á, thì phục vụ cho cái việc mà bởi vì dịch chúng ta ở nhà, chúng ta làm online đó, chúng ta có thể là ngồi nhiều quá xong rồi nó bị đau lưng đau khớp các kiểu, thì nó sẽ liên quan đến sức khỏe. Và nhóm cũng có nhấn mạnh đến một cái vấn đề là giá rẻ hơn so với các cái máy massage gọi là chuyên nghiệp ở trên thị trường, đúng không? Và chúng ta có thể hiểu đây là một cái sản phẩm nó kết hợp giữa hai thứ luôn, một cái ghế massage mà chúng ta vừa có thể sử dụng để massage, vừa có thể sử dụng để làm việc. Nó tạo cho chúng ta một cái sự thoải mái, tiện lợi và nó không liên quan tới sức khỏe nữa. Vậy thì cô nghĩ là cái đặc tính thương hiệu á là thoải mái, tiện lợi, và cái câu khẩu hiệu là điểm tựa vững chắc cho sức khỏe của bạn. Vậy cái đặc tính thương hiệu và cái câu khẩu hiệu này nó không có được trùng với nhau cho lắm á. Thực ra là cô cũng đang phân vân cái chỗ này, đang thắc mắc cái chỗ này một chút xíu. Đó là chúng ta có nên lấy cái đặc tính là thoải mái, tiện lợi không? Đúng là nó thoải mái, đúng là nó tiện lợi đó, nhưng mà cái vấn đề trọng tâm mà chúng ta muốn hướng tới đó nữa là sức khỏe cho người tiêu dùng. Và cái sức khỏe này nó cũng là một cái điểm nhấn ở trong câu khẩu hiệu của các bạn, nó là điểm tựa vững chắc cho sức khỏe của bạn rồi đó. Vậy thì chúng ta có cần phải xác định lại cái đặc tính thương hiệu, bởi vì cái đặc tính thương hiệu này nó sẽ đi luôn với chúng ta trong cái quá trình phát triển một cái thương hiệu, cũng như là cái kim chỉ nam cho cái quá trình chúng ta quảng bá, chúng ta gọi là thiết kế sản phẩm vân vân, rất là nhiều ở trong đó luôn. Cho nên là mình phải xác định lại cái chỗ này một chút xíu ha. Cái logo của các bạn, cái tên thì có nghĩa là giống như là một cái ghế mà mình xài được trong nhiều trường hợp đó ha, nhiều mục đích đó ha, multi đúng không?
logo thì nói chung là các bạn thiết kế cũng ổn ha, sự kết hợp giữa cái tên, từ cái tên ra và có hình như ghế trên đó là logo là ok rồi nè. Tuy nhiên là ở chỗ cái đặc tính thương hiệu đó thì với lại cái câu khẩu hiệu ấy, cô nghĩ là tại vì các bạn nhớ mạnh vào sức khỏe và giá rẻ nè, thì đó là cái lợi ích mà các bạn nhấn mạnh là rất là nhiều nhưng mà không thấy thể hiện ở trong đặc tính, nhưng mà nó lại có trong câu khẩu hiệu ha. Cho nên là chúng ta cần phải xác định lại một chút xíu về cái đặc tính nha. Tại vì khi mà cô nhận xét xong đó, thì các nhóm sẽ sửa lại theo cái gợi ý của cô ha, hoặc là thiếu cái gì đó thì chúng ta bổ sung vào, xong đó các bạn mới nộp bài lại cho cô và cô sẽ dựa trên cái bài cuối các bạn gửi để chấm điểm cho các bạn ha. Tức là những cái nhóm mà sửa lại đó cho nó đầy đủ hơn đó, thì tất nhiên sẽ được cộng điểm hơn so với lại cái nội dung các bạn trình bày ở đây rồi. Còn nhóm còn thiếu một cái phần nữa là chiến lược phát triển thương hiệu. Tức là bây giờ chúng ta sử dụng cái MJ này rồi, nhưng mà tại sao thiếu? Bởi vì nếu như các bạn chỉ bán một cái ghế thôi, một cái ghế duy nhất thôi, một cái dòng sản phẩm thôi, tức là cái loại ghế đó ha, gọi là ghế MJ thì có thể là các bạn có 1, 2, 3, 4, 5 kiểu gì đó và chúng ta chỉ bán cái chừng đó thôi, thì chúng ta không cần nghĩ tới cái việc là chiến lược phát triển thương hiệu. Nhưng mà bạn có nói là cứ mỗi năm như vậy á, thì chúng ta ra một cái sản phẩm mới và cải tiến cái sản phẩm nó hay như thế nào đó để nó phù hợp với lại là cái thực tế đó, vân vân đó, thì là cô nghĩ là chúng ta phải nghĩ tới cái chiến lược phát triển thương hiệu. Tức là chúng ta sử dụng cái cấu trúc thương hiệu như thế nào cho nó phù hợp, như là nhóm 10 các bạn đã trình bày đó, ví dụ như là LC Emery, xong rồi chúng ta nối tên vào, hay là các bạn sẽ đặt cái thương hiệu như thế nào, cái chiến lược phát triển thương hiệu như thế nào đó, thì cái phần này nhóm 2 chắc là bổ sung giúp cho cô, xong rồi hãy nộp bài lại nha. Tại vì cô nghĩ trong trường hợp này thì các bạn cần phải nghĩ tới chiến lược phát triển thương hiệu, bởi vì chúng ta mỗi năm chúng ta ra sản phẩm mới, và có thể không phải là ra một sản phẩm mà chúng ta ra nhiều sản phẩm. Ví dụ như là các bạn thấy là có thể là kết hợp với lại một cái bàn lớn hoặc cái bàn nhỏ hay là nằm ngồi gì đó thì cô không hiểu, nhưng mà cô nghĩ là chúng ta phải nghĩ tới cái trường hợp này. Rồi ví dụ như các bạn có thể phát triển cái dòng là chống gù cho trẻ em hay gì đó, tại vì mấy đứa nhỏ cũng học online nhà nhiều lắm luôn, rồi người lớn làm việc, nói chung rất là nhiều các cái trường hợp khác nhau, và như vậy thì chúng ta phải đưa ra nhiều sản phẩm, thì nhiều sản phẩm thì chúng ta phải quản lý danh mục sản phẩm và quản lý danh mục thương hiệu. Được không nhóm 2 ạ? Nhóm 2 bổ sung giúp cô cái này rồi hẳn nộp nha. Dạ vâng ạ, cảm ơn cô. Rồi, mời nhóm số 9. Dạ, cô có nghe không ạ? Nghe rồi, quen rồi. Quen Huy. Dạ, xin chào cô và các bạn. Nhóm 9 của em nó sẽ demo đến một cái thương hiệu đó là Feng Shui Chua. Cái thương hiệu này bọn em sẽ cung cấp các loại trang sức về phong thủy. Đề bài của bọn em thì bao gồm các nội dung như là nội dung thứ nhất là lý do lựa chọn thương hiệu, nội dung thứ hai đặc tính thương hiệu, nội dung thứ ba giá trị thương hiệu, chiến lược phát triển thương hiệu, và cuối cùng là các thương hiệu cạnh tranh. Thứ nhất là đó là lý do về chọn thương hiệu, là câu slogan của là sức hút từ tự nhiên. Câu slogan này có ý nghĩa đó là các sản phẩm này hút năng lượng tích cực từ không gian bên ngoài và đem lại cho người dùng sự tài lộc và may mắn. Về tên của thương hiệu thì nhóm em quyết định đặt là Feng Shui, bởi vì theo tiếng Trung Quốc thì từ đó có nghĩa là phong thủy,
và tiếng Việt với tiếng Trung Quốc cũng khá giống nhau nên bọn em quyết định đặt tên như vậy. Ý nghĩa của logo. Logo được lấy ý tưởng hình thoi từ viên đá kim cương, là biểu tượng của sự trường tồn, thể hiện được độ cứng, bền và đẹp, không có gì sánh bằng. Kim cương còn mang ý nghĩa là sự vĩnh cửu. Về màu sắc thì nhóm em chọn viền vàng bởi vì màu vàng chính là màu của niềm tin và hy vọng. Và chúng em sẽ mong rằng sẽ mang lại may mắn và thuận lợi cho khách hàng khi lựa chọn các sản phẩm. Và sắc vàng vẽ ra trước mắt người nhìn một tương lai tươi sáng và những điều tốt đẹp. Qua đi làm. Về thương hiệu bao gồm những sản phẩm thì thương hiệu của em bao gồm các loại sản phẩm về trang sức và các loại đá phong thủy. Ngoài ra còn cửa hàng còn luôn tìm tòi và sáng tạo để cho ra những sản phẩm phù hợp với thị trường, với thị hiếu của khách hàng. Chúng sẽ mang đến những giá trị phong thủy tuyệt vời cho người sở hữu. Đặc tính thương hiệu đó là thương hiệu của chúng em chuyên cung cấp các loại vòng tay phong thủy uy tín, chất lượng. Các loại vòng tay ở cửa hàng thì phù hợp với mọi loại khách. Nếu như họ có một nhu cầu đó sẽ sở hữu một chiếc vòng như một món trang sức để có thể thu hút tài lộc, may mắn, bình an. Và bên cạnh đó giá thành của các sản phẩm lại rất là đa dạng, tùy thuộc vào từng loại đá có thể nên chiếc vòng tay nên mọi khách hàng đều có thể sở hữu một chiếc vòng tay như thế này. Về các đặc điểm và chức năng chính thì các vòng tay phong thủy sử dụng đá phong thủy không chỉ nhằm mục đích là trang trí do không gian sống, làm đồ đạc trang sức trên người, mà lại còn mang lại những giá trị về sức khỏe, tình duyên, tài lộc, độ tin cậy và độ bền, khả năng phục vụ của sản phẩm. Đó là luôn có cái dịch vụ bảo hành cho khách hàng trọn đời. Hiệu quả dịch vụ đó là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo kiến thức chuyên sâu về đá phong thủy sẽ tư vấn giúp khách hàng có được sản phẩm ưng ý nhất. Về kiểu dáng và thiết kế thì cái kiểu dáng rất đa dạng phong phú, luôn có nhiều mẫu mã. Ngoài ra thì cái đội ngũ luôn tìm tòi và sáng tạo để đưa ra những sản phẩm phù hợp với khách hàng. Về giá trị thương hiệu thì tuy là thương hiệu của bọn em là chỉ mới có mặt trên thị trường vào thời gian gần đây, tuy nhiên là bọn em luôn luôn phát triển sản phẩm của mình để đáp ứng được với nhu cầu của khách hàng ở hiện tại và cả trong tương lai. Sẽ luôn phát triển sản phẩm của mình theo giá trị cốt lõi của sản phẩm và sẽ tạo ra từ ban đầu, đó là lấy chất lượng tạo nên được số lượng. Các sản phẩm của FSG luôn là cái tên đầu tiên mà khách hàng có thể nhớ khi nhắc đến các sản phẩm trang sức làm từ đá quý. Và cuối cùng là luôn đặt lòng trung thành của khách hàng là mục tiêu để phấn đấu phát triển. Tiếp theo đó là xây dựng niềm tin với khách hàng. Thì khi khách hàng đến mua sản phẩm tại cửa hàng thì sẽ được gặp đội ngũ nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình. Ngoài ra khách hàng còn được các thầy phong thủy có kinh nghiệm lâu năm trực tiếp tư vấn về các sản phẩm phù hợp với bản thân mình. Và cửa hàng cũng có các dịch vụ bảo hành như là đổi trả sản phẩm trong vòng 6 tháng nếu các sản phẩm bị lỗi, bảo hành trọn đời cho tất cả các dây nếu dây bị sờn hoặc đứt, dịch vụ đánh bóng sản phẩm miễn phí trong vòng 6 tháng, giá đánh bóng ưu đãi đối với tất cả các sản phẩm được mua tại cửa Feng Shui. Bên cạnh đó thì Feng Shui còn có dịch vụ tư vấn trực tuyến đối với khách hàng nếu khách hàng nó gặp khó khăn khi đến cửa hàng.
Tiếp theo đó là chiến lược phát triển thương hiệu. Thì ngoài cái bán tại chỗ thì cũng về phần chiến lược thì bạn tiếp theo sẽ trình bày. Chào cô và các bạn, em xin trình bày chiến lược phát triển thương hiệu của công ty FSG của em là xây dựng và phát triển các website bán hàng cho thương hiệu Fansui Jewelry, và website thì cần có giao diện và thu hút và đầy đủ thông tin và sở hữu các tính năng cần thiết thân thiện với trải nghiệm của người dùng. Và dựa trên website, các nền tảng mạng xã hội như là trang Facebook, Zalo hay là Instagram, hoặc là các trang thương mại điện tử như là Shopee hay là Lazada, hoặc là các trang ra vặt quảng bá nhiều hơn về sản phẩm vòng tay phong thủy, kết hợp lan tỏa hình ảnh của doanh nghiệp rộng rãi hơn đến các đối tượng khách hàng tiềm năng. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, bên em sẽ đảm bảo chất lượng sản phẩm phong thủy và kiểm tra nghiêm ngặt các khâu như là sản xuất, vận chuyển và đóng gói, triển khai phát triển chiến lược tiếp thị và truyền thông trực tiếp cho Fansui Jewelry bằng cách là chạy các quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook Marketing và Google Ads, triển khai đội ngũ chăm sóc khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, tạo các chính sách về giá như là các chương trình khuyến mãi và tri ân khách hàng, hoặc là các chính sách vận chuyển hoặc là chế độ bảo trì bảo hành trong vòng một năm, thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng về sản phẩm, qua đó sẽ sửa chữa các lỗi cần khắc phục hoặc lấy ý kiến đánh giá từ khách hàng cũ để mà sáng tạo và thu hút các khách hàng mới. Mở rộng các quy mô các dòng sản phẩm vòng tay phong thủy để có thể đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu của các khách hàng tiềm năng. Phần tiếp theo là các thương hiệu cạnh tranh. Điểm mà khác biệt của doanh nghiệp chúng em đối với các thương hiệu cạnh tranh còn ngành đó là nguồn nhập hàng đã phong thủy là phải được kiểm nghiệm rõ ràng và không nhập hàng trên internet để tránh các hàng giả, vì mặt hàng này có giá trị cao nên rất là bị làm giả. Và ngoài ra chúng em cũng có thuê chuyên gia để mà kiểm định loại đá để cho mà khách hàng không lo về cái nguồn gốc của đá. Ngoài ra thì chúng em cũng sẽ chọn nhập hàng từ nước ngoài về phân phối uy tín và đã có chỗ đứng tại thị trường phân phối tại nước ngoài, và giá cả bên em thì cũng sẽ rẻ tại vì mới mở nên chúng em sẽ rẻ hơn những nơi khác. Và nhóm em thì sẽ cung cấp nhiều mặt hàng mới như là những đá phong thủy trong nhà hay là đá mện, cung cấp tư vấn cho hợp với lại tuổi của người dùng, cung cấp đá phong thủy cho cả nguồn khách sỉ lẫn khách lẻ và có chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng sỉ tiềm năng. Chúng em còn sở hữu nguồn hàng tại xưởng vô cùng lớn và đa dạng, nhân viên làng nghề có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực chế tác đá phong thủy cao cấp. Ngoài ra chúng em đã có học hỏi về một số câu chuyện của các thương hiệu đi trước để mà hoàn thiện thương hiệu của mình. Tại thời điểm 2013 thì Nguyễn Đại Dũng, nghệ danh là Cậu, vốn là một hot face nổi tiếng trong giới trẻ, sở hữu gương mặt đẹp trong trang phục hầu đồng được chia sẻ trên mạng xã hội đã được lượng tương tác khủng từ những người theo dõi.
và khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với là một chàng trai trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm va vấp trong cuộc sống. Thế nhưng bằng quyết tâm và đam mê của mình, anh đã miệt mài chạy vải khắp nơi để tạo nguồn vốn nhập những mẫu sản phẩm chất lượng, thiết kế đa dạng nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Và giờ thì anh ấy đã thành công với cửa hàng Đại Dũng, cung cấp hàng nghìn sản phẩm có mẫu mã đa dạng, sang trọng, trong đó có những mẫu đá chạm hồ ly đua xòe hay là cầu đá chuỗi hạt tràm vòng ngọc lễ, và được ưa chuộng hơn cả, và rất là được ưa chuộng. Bí mật đằng sau đem lại thành công là gì? Trang sức đá phong thủy không chỉ có tính thẩm mỹ mà còn chứa đựng giá trị tâm linh rất là lớn. Vì vậy khi được sử dụng đúng cách, nó sẽ đem đến lại may mắn, bình an và hanh thông cho mọi người sở hữu. Chính vì thế mà anh Đại Dũng luôn trang bị những kiến thức về nguồn gốc, đặc tính, công dụng của các loại đá quý, cũng như kiến thức về phong thủy để cho ra đời những sản phẩm độc đáo và ý nghĩa nhất. Với phương châm là luôn đặt chữ tín và sự tự tâm lên hàng đầu, những sản phẩm trang sức đá quý phong thủy Đại Dũng là ngày càng được khách hàng đón nhận. Thương hiệu trang sức đá quý của Đại Dũng đã trở thành điểm đến uy tín cho nhiều tín đồ phong thủy. Vì vậy mà chúng em đã chọn trang sức phong thủy, đá phong thủy để mà làm bài thuyết trình hôm nay, cũng học hỏi câu chuyện đằng sau anh Nguyễn Đại Dũng này. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Ôi, cảm ơn bài trình bày của nhóm chính. Chắc là mời một vài bạn ở trong lớp nhận xét trước đi ha, để mà chúng ta tham gia vào thảo luận nó sôi tụ một chút xíu. Tại vì các ý tưởng của các bạn nó đều rất là hay ha, và bởi vì là đây là một cái môn mới, cho nên là tất nhiên là những cái ý tưởng khi mà các bạn đưa ra hoặc là những cái nội dung của các nhóm làm thì nó cũng chưa có được hoàn thiện cho lắm. Thì cô mong là chúng ta sẽ đem những cái tình huống như thế này ra thảo luận để mà chúng ta nắm vững cái kiến thức hơn và hiểu rõ hơn về vấn đề chúng ta làm thương hiệu như thế nào. Bởi vì khi mà chúng ta nói về thương hiệu á, chúng ta rất là dễ bị rơi vào marketing. Ở trong thương hiệu thì nó không đi vào chi tiết về giống như trong chiến lược marketing. Ví dụ như khi mà các bạn, ví dụ như khi chỗ mà nhóm 1 các bạn trình bày á, thì cô cũng có nốt lại là chỉ cần trình bày danh mục sản phẩm thôi, chứ không cần đi vào những sản phẩm cụ thể. Danh mục sản phẩm là gì? Ví dụ như là em định là kinh doanh là gồm có những nhóm sản phẩm như sau này. Thứ nhất đó này, là sản phẩm là dành cho phòng khách, bao gồm có các cái bộ ghế. Thứ hai là các cái loại giường. Thứ ba là các cái gọi là những cái kệ tủ hoặc thông minh, vân vân. Đó là các cái nhóm thôi, chứ mình không có cần đi chi tiết vào. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta các bạn phân biệt được dùng cho cô cái chiến lược phát triển thương hiệu và chiến lược gọi là quảng bá thương hiệu, được không ạ? Cái chiến lược phát triển thương hiệu ở đây có nghĩa là chúng ta nói tới, chúng ta đề cập tới việc chúng ta quản trị cái danh mục thương hiệu như thế nào để mà chúng ta mở rộng, chúng ta phát triển nó lên. Chứ chúng ta không nói đến cái việc làm thế nào để chúng ta marketing, làm branding cho cái thương hiệu này. Khi mà chúng ta làm marketing, chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta vân vân cho nó đó, thì cái đó gọi là cái chiến lược quảng bá thương hiệu. Thì ở đây chúng ta không đề cập nhiều tới cái chiến lược quảng bá, bởi vì là nó là những cái hoạt động trong marketing mix mà các bạn đã học ở trong marketing rồi. Thì chúng ta chỉ tập trung vào cái vấn đề gọi là phát triển thương hiệu, tức là chúng ta quản trị cái danh mục thương hiệu như thế nào thôi. Cái brand portfolio hôm bữa chúng ta học ở chương cuối cùng đó, được không ạ? Rồi thì không biết là nhóm có góp ý gì cho lớp, có góp ý gì cho nhóm không? Đầu tiên là cái tên. Cái tên thì khi mà chúng ta đọc vào, thì khi mà cô nhìn thấy và cô đọc vào thì cô cảm giác là một cái thương hiệu xuất phát từ Trung Quốc hay đâu đây rồi, tại vì cái tên đúng là chữ Trung Quốc luôn rồi, cái tên là tiếng Trung Quốc luôn rồi, thì các bạn giải thích là nó cũng tương tự như nhau, cho nên là các bạn sẽ thấy như lấy như vậy. Nhưng mà ví dụ như khi các bạn đặt một cái tên như thế này, feng shui nó có nghĩa là phong thủy, đúng không? Thì cái này là cô chỉ nói, tại vì đây không phải là một cái
cái dự án mà các bạn định đem ra thật. Nhưng mà cũng phải nói luôn đó là nếu như chúng ta lấy một cái tên Fansui như vậy không đi đăng ký bảo hộ thương hiệu được nha. Mình không đi đăng ký bảo hộ thương hiệu được đâu, bởi vì đây là một cái danh từ chung. Ví dụ như là bây giờ các bạn đi đăng ký thương hiệu cái từ phong thủy, người ta đâu có cho bạn đăng ký đâu. Hay là các bạn đi đăng ký cái từ phở, người ta cũng không cho các bạn đi đăng ký, bởi vì đó là một cái từ chung để chỉ một cái loại sản phẩm hoặc là một cái loại đồ vật gì đó ở trong cuộc sống của chúng ta dùng chung, thì chúng ta sẽ không được đem nó đi đăng ký thương hiệu, được không ạ? Và nó cũng mang cái nghĩa rất là chung chung như vậy. Thì khi mà chúng ta đi vào các cái thị trường khác á, thì người ta cũng không có cấp phép cho chúng ta, bởi vì đó không phải là tên thương hiệu nha. Nên là các bạn lưu ý giúp cho cô là khi chúng ta đặt tên á, thì chúng ta không nên lấy những cái từ chung. Ví dụ mặc dù đó là tiếng nước ngoài đi chăng nữa, nhưng mà tiếng nước ngoài thì nó cũng vậy thôi, cũng không được. Chưa kể tới việc là chúng ta có thể là kinh doanh qua thị trường nước khác nữa, thì nó càng gây khó khăn hơn cho chúng ta nữa. Cho nên là chúng ta không nên lấy một cái từ chung như vậy nha. Về câu khẩu hiệu nè, xuất khúc từ tự nhiên. Một bạn nào ở trong lớp cho cô cái cảm nhận, tức là khi mà các bạn nghe cái câu gọi là xuất khúc từ tự nhiên này, thì các bạn hình dung ra cái gì? Tức là các bạn chưa biết cái thương hiệu này là bán cái gì hay là cái gì cả. Khi các bạn nghe một cái câu khẩu hiệu vậy thôi, thì các bạn nghĩ là liên quan tới cái lĩnh vực nào ạ? Thực ra đây là cái gì các bạn, cái cảm nhận hơn, cái cảm nhận của khách hàng. Các bạn nào mời bạn nào trong lớp mình thử nêu cái cảm nhận của mình khi mà các bạn nghe cái câu khẩu hiệu này đi. Lớp trưởng đâu rồi ta? Nhờ lớp trưởng đi ha. Nguyên ơi. Nguyên có ở đây không? Có lớp phó không? Lớp phó là bạn nào? Ngọc Quyên có ở đây không? Võ Lê Ngọc Quyên. Nghĩ tới nước hoa, nghĩ về cây cảnh. Bạn nào nghĩ về gì nữa không? Trời, nghĩ về cây cảnh, sức hút từ tự nhiên. Nghĩ về gì nữa? Thật ra thì cô khi mà cô nghe, cô cũng có cảm giác là cô sẽ nghĩ tới những cái nhóm, ví dụ như là nước hoa mỹ phẩm, hay là nói chung là mấy cái đồ để làm đẹp đó. Chứ cô không có nghĩ là đồ phong thủy. Và khi nói tới cái từ và khi mà đồ phong thủy ở đây á, thì thật ra là những cái người mà người ta sử dụng đồ phong thủy á, là người ta cũng gọi là hơi hơi bị gì các bạn, giống như là hơi 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 bị có cái suy nghĩ hướng phương Đông mình chút xíu á, ha. Cũng phong thủy cũng mê tín một chút xíu, thì người ta sẽ mong muốn có được những cái yếu tố ví dụ như là tài lộc nè, rồi là sức khỏe nè, vân vân, mọi thứ. Rất là nhiều những cái mà sản phẩm phong thủy có thể mang lại đó, thì cô nghĩ là nhóm nên sử dụng thay cái từ sức hút này này, cái từ chung chung này này, nó trở thành một cái từ gì đó nó đặc trưng hơn, nó đặc trưng hơn cho cái nhóm sản phẩm này không? Và nếu được thì chúng ta đưa cái tên thương hiệu vô trong đó luôn, trong cái câu khẩu hiệu của mình luôn, ví dụ như là BTS nâng niu bàn chân Việt, ví dụ như là Lavi một phần tất yếu của cuộc sống chẳng hạn,
Hoặc là ví dụ như là nhóm 2 á, em share đó, ví dụ như là các bạn thay vì cái câu khẩu hiệu mình điểm tựa vững chắc cho sức khỏe của bạn, đẩy luôn cái từ đó trong vào trong câu khẩu hiệu của mình luôn, em share điểm tựa vững chắc cho sức khỏe của bạn chẳng hạn, thì khi mình cho luôn cái tên thương hiệu của mình vô trong đó thì người ta sẽ nhận thức được, nhận biết được, nó kết nối được nó rõ hơn ha. Ví dụ như là LCMG hiện thực hóa thiên đường trong bạn chẳng hạn, thì chúng ta nên là gì, bỏ nó vào một cái chỗ nào đó ở trong câu, và thường là để ở đầu câu là nó dễ nhất. Thậm chí là nếu mà chúng ta bỏ cái tên thương hiệu vào mà chúng ta thiết kế cái câu khẩu hiệu sao cho nó vần, một cái từ trong nào trong câu nó vần với cái tên thương hiệu luôn á, thì nó càng tốt hơn nữa. Hoặc đọc cái câu khẩu hiệu của chúng ta đọc thì nó phải có ý nghĩa, nó phải hay nè, nó phải dễ đọc, nó thuận miệng nè, tức là nó không được cọc lóc quá ha, nó phải có một cái gì đó vần vần với nhau như mình đọc thơ vậy đó, thì người ta sẽ thấy hay hơn đó. Cho nên là chúng ta, cô nghĩ là mình nên suy nghĩ xem thử là có thể thay được cái từ sức hút này không. Hoặc là chúng ta để cái từ feng shui vào, rồi cái gì đó từ tự nhiên chẳng hạn, chúng ta thử suy nghĩ xem tạo ra một cái câu khẩu hiệu mà nó đặc trưng hơn cho cái sản phẩm của mình xem ha. Về danh mục sản phẩm của các bạn á, thì các bạn trình bày nhanh qua thì cô có thể thấy được là gồm có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm đồ trang sức, tức là chúng ta chế tác ra thành cái đồ trang sức, ví dụ như là nhẫn hoặc là vòng hoặc là các cái đồ trang sức mà chúng ta đeo trên người, đúng không? Và cái thứ hai là chúng ta một cái loại là đá phong thủy, ví dụ như mua mấy cái cục về trưng trên bàn, hoặc là các bạn thấy là chúng ta có thể mài thành mấy cái con gì, con tỳ hưu hoặc là cái con gì, con kỳ lân, con gì đại khái vậy đó, để đằng phòng khách để cho nó hút tài lộc vô gì đó các bạn, để trên ông địa hoặc đại khái vậy đó, thì cái đó là dòng sản phẩm là đá phong thủy. Thì hai cái dòng này nó sẽ phát triển ra nhiều loại khác nhau nữa ha, ví dụ như là trang sức thì có nhẫn rồi là cái gì gì đó hạt hay đại khái gì đó, thì đó là cái danh mục sản phẩm. Tại sao cô lại nói cái danh mục sản phẩm ở đây, để chúng ta có thể dựa vào cái danh mục sản phẩm này chúng ta quản trị cái việc là phát triển cái chiến lược thương hiệu của mình đó. Tức là cái việc là chúng ta quản trị cái danh mục thương hiệu á, thì chúng ta phải quan tâm tới danh mục sản phẩm của mình có cái gì. Về đặc tính thương hiệu á, thì thật ra là cô chưa thấy rõ đặc tính thương hiệu của nhóm là cái gì, bởi vì là ở cái phần đặc tính thương hiệu này là các bạn trình bày về lợi ích, tức là những cái lợi ích mà sản phẩm này công ty của các bạn cung cấp tới cho khách hàng đó. Nhưng mà thật ra là chúng ta, tất nhiên là sản phẩm của chúng ta sẽ mang lại lợi ích gì đó cho khách hàng rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải xác định được cái đặc tính của nó, tức là cái đặc điểm nhận diện của nó một cách ngắn gọn nhất á. Ví dụ như là các bạn có thể sử dụng, cô lấy ví dụ một cái thương hiệu nào đó nó mang một cái đặc tính là nhanh chóng chẳng hạn, thì cái nhanh chóng là cái yếu tố cốt lõi của nó, đặc tính thương hiệu cốt lõi. Bên cạnh đó thì còn rất nhiều, nhưng cái cốt lõi chính là cái mà mình khác biệt nhất so với đối thủ cạnh tranh. Lúc nãy thì các bạn cũng có trình bày rất là nhiều cái điểm khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Ở trong đó thì cô có nốt lại hai cái. Cái thứ nhất là hàng thật, bởi vì thật ra là khi mà chúng ta phân tích về cái thị trường đá phong thủy hiện nay á, thì cái vấn đề mà lăn tăn nhất ở người tiêu dùng là đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Thì các bạn biết bây giờ họ nói giả hay chân thật, mình cũng không biết đường mà lần, đúng không? Ví dụ như các bạn mua một cái cục đá phong thủy á, ở trong á, thường là đá thạch anh á, thì nó sẽ có mấy cái đường nứt ở phía trong á, chứ không phải là nguyên một cái khối mà nó đẹp như ngọc lưu ly, không phải ha. Thì người ta cũng làm giả vậy được luôn. Rồi ví dụ như đá tóc tiên chẳng hạn, thì người ta cũng làm được những cái sợi tóc ở trong đó luôn. Cho nên là hàng giả rất là nhiều, và không biết đường nào mà thử luôn á. Cho nên là vấn đề người ta lăn tăn ở đây đó là hàng thật. Thì thật ra nếu như các bạn sử dụng một cái điểm khác biệt là tôi cam đoan với lại khách hàng là hàng của tôi luôn luôn là hàng thật, là ok, là cái điểm đó là được ha.
Còn những cái điều mà các bạn nêu ra khác, ví dụ như là cung cấp cho cả khách sĩ cách lẻ, rồi là có xưởng, rồi là vân vân vân, thì cô thật ra cô thấy những cái đó thì ở nhiều nơi có này, nhiều cũng là nhiều nơi có, rồi tay gọi là tay nghề mà cao cấp đó, cao á, để chế tác ra những cái sản phẩm mà đẹp đó vân vân á, thì thật ra cũng nhiều à. Và thậm chí là mình không cạnh tranh nổi với bọn Trung Quốc luôn á. Đó, cho nên là cô nghĩ là nếu mà chúng ta tìm được cái điểm khác biệt, bởi vì khi mà chúng ta tìm ra cái điểm khác biệt này á, thì đó chính là cái cách mà chúng ta tìm ra được cái đặc tính thương hiệu. Vậy thì bây giờ các bạn phải xác định là cái điểm khác biệt của các bạn là gì. Ví dụ như là hàng thật này, vậy thì cái đặc tính thương hiệu của các bạn là gì, đúng không? Dựa vào cái keynote là cái keyword của các bạn là hàng thật này á, để chúng ta xác định cái đặc tính thương hiệu. Cái điều thứ hai cô có nốt lại ở đây là rẻ. Bởi vì sao cô nốt lại? Bởi vì khi các bạn trình bày, các bạn nói là giá của tụi em là rẻ bởi vì mới mở nên tụi em rẻ. Vậy thì sau này tụi em có còn rẻ nữa không? Hay lúc hay là khi mới mở thì mình khuyến mãi mình rẻ thôi, còn sau đó thì mình không rẻ được nữa bởi vì cái nguồn hàng của mình là nguồn hàng chất lượng, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta phải xác định cái điểm khác biệt. Nếu như cái điểm khác biệt ở trong thương hiệu á, thì nó phải đi đồng hành với thương hiệu luôn. Và cái gì mà đi đồng hành thì nó phải bền. Ví dụ như trong cái điểm cứu của Phở 24 chẳng hạn, các bạn thấy là lúc mà Lý Quý Trung ông ta đưa ra cái đặc tính thương hiệu á, là ông đưa cái chữ 24 vào. Thì đó cũng là một cái yếu tố ông xoay quanh và ông khai thác cái từ 24 đó. Ví dụ như là nước được hầm qua 24 giờ này, có 24 cái loại nguyên nhiên cái gì đó các bạn, nguyên liệu á, gọi là hành tỏi tiêu các thể loại đó, có 24 loại để bỏ vào. Rồi ví dụ như là để làm ra được một cái tô phở như vậy thì qua 24 bước đó, nấu hoặc là cái thao tác khác nhau. Rồi ông cũng đưa vào là gì, mở cửa 24/24, đúng không ạ? Rồi ông khai thác thêm một yếu tố nữa là gì, khi mà ông mới khai trương ông đưa cái giá là 24.000 đồng. Và khi các chuyên gia thương hiệu người ta phân tích về cái yếu tố về giá này, giá là một cái yếu tố không bao giờ chúng ta nên đưa vào, bởi vì nó sẽ thay đổi, đúng không ạ? Không thể nào chúng ta lúc nào cũng bán 24.000 được hết. Tới giờ các bạn thấy một cái quán phở rất là nhỏ bình thường ở ngã năm thôi, các bạn vô ăn nhiêu tiền rồi, chúng ta không đưa giá vào. Cho nên cái vấn đề về rẻ ở đây này, nếu như chúng ta đi đồng hành luôn được với nó thì chúng ta đưa nó thành cái đặc tính vừa thật vừa rẻ, đó là đặc tính của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta xác định là đây chỉ là một cái hoạt động marketing của chúng ta, khuyến mại của chúng ta rẻ trong cái giai đoạn chúng ta mới mở thôi, thì chúng ta không đưa vào đặc tính thương hiệu. Vậy thì tóm lại ở đây, cô nghĩ là các bạn nên nghĩ ra một cái tên nào đó mà chúng ta có thể đăng ký được. Mặc dù chúng ta bài tập thực hành trong cái môn này, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý tới cái vấn đề này luôn, bởi vì nó cũng liên quan đến cái việc là chúng ta đăng ký bảo hộ. Đăng ký bảo hộ không được thì không phải là một cái tên tốt. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể là nghĩ ra cái đặc tính thương hiệu chính của mình là cái gì. Tức là chúng ta dựa trên cái điểm khác biệt của chúng ta, hoặc là tức là cái điểm khác biệt của chúng ta đối với đối thủ cạnh tranh, hoặc là cái mục tiêu, cái chiến lược kinh doanh của chúng ta là cái gì, để chúng ta đem cái từ đó, cái tính từ đó trở thành cái đặc tính thương hiệu. Và cái đặc tính thương hiệu đó thì nó sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng. Ví dụ như là cái đặc tính thương hiệu của các bạn, có nhiều công ty người ta đưa ra cái đặc tính thương hiệu là giá lúc nào cũng cao này. Nhưng mà cái giá cao đó là cái gì, mắc đó là cái gì, chất lượng, đúng không ạ? Đẳng cấp, sang chảnh chẳng hạn, thì chính cái mắc tiền nó sẽ mang lại những cái lợi ích cho khách hàng. Vậy thì cái đặc tính ở đây chúng ta sẽ miêu tả nó ngắn gọn trong một vài cái tính từ nào đó nó cốt lõi nhất, và khi mà chúng ta có đặc tính thì chúng ta sẽ đi đồng hành với nó luôn ha, trong suốt cái quá trình mà chúng ta xây dựng thương hiệu. Còn cái chiến lược phát triển thương hiệu của chúng ta ở đây thì đó là cái cách các bạn quản trị danh mục thương hiệu của mình là gì. Ví dụ như các bạn ở đây, các danh mục sản phẩm của các bạn có thể chia làm hai loại, đó là trang sức và đá phong thủy này. Vậy thì cái trang sức của các bạn thì các bạn sử dụng cái tên nó là gì, ví dụ như là feng shui gì đó, hoặc là đá phong thủy thì các bạn đặt là feng shui gì đó, tức là nối một cái tên vô, giống như hai trường hợp hồi nãy chẳng hạn, hay là các bạn đặt một cái tên khác.
hay như thế nào. Đó chính là cái chiến lược phát triển thương hiệu mà nhóm cũng phải nghĩ đến và bổ sung. À, cô nghĩ là chúng ta chỉ cần như vậy thôi chứ không cần phải đặt cho từng dòng, từng sản phẩm khác nhau, bởi vì chúng ta nhiều sản phẩm đó. Thì các bạn ví dụ như là các bạn có thể tham khảo một số hãng trang sức, ví dụ P&G chẳng hạn, nó sẽ đặt tên thương hiệu là cái gì, ví dụ như nhẫn ha, cái nhóm sản phẩm là nhẫn thì nó có tên sản phẩm là nhẫn, nhẫn vẫn là thương hiệu P&G, nhẫn P&G 00037X, tức là cái mã số 00037X đó là cái mã của cái tên sản phẩm, nó là cái mã hàng á. Giống như là các bạn thấy là ví dụ như là các bạn mua máy tính HP chẳng phải, ví dụ như là HP 1005A, HP 1500B, thì cái 1500A, 1500B đó chính là gì các bạn? Cái mã của sản phẩm thôi, nhưng mà nó cũng là một phần của cái tên thương hiệu sản phẩm đó, và chúng ta không đi quảng bá cái mã đó, và cái mã đó nó thể hiện cái đời của sản phẩm thôi, cái kiểu dáng của sản phẩm thôi. Đó, thì các bạn có thể tham khảo một số các cái thương hiệu kinh doanh cùng loại, chính là cùng ngành của chúng ta, nó ngành trang sức, để chúng ta tham khảo xem là người ta có cái chiến lược phát triển thương hiệu như thế nào ha. Đó. Các bạn xác định lại giùm cho cô từng đó các cái yếu tố nha. Thứ nhất là đặt lại giùm cô cái tên mà chúng ta có thể đăng ký được nè. Thứ hai nữa là xác định lại cái đặc tính thương hiệu và câu khẩu hiệu. Câu khẩu hiệu của các bạn cô nghĩ là nên đổi lại một chút xíu để người ta dễ hình dung hơn. Cái sức hút này là cái gì? Tức là đương nhiên cái sức hút này chúng ta sẽ hiểu chung chung về những cái điều tốt đẹp nhất, đúng không? May mắn, tài lộc nè, rồi là sức khỏe nè, rồi là mọi thứ về các cái sản phẩm phong thủy đó có thể mang lại cho ta, may mắn, rồi tình duyên, được các thể loại luôn ha. Thì các bạn thấy là mỗi dòng sản phẩm vậy đó, nó mang lại một cái thứ khác nhau. Thì các bạn thấy mỗi dòng sản phẩm như vậy, chúng ta có thể đặt thêm một cái câu khẩu hiệu riêng cho nó cũng được. Trong quá trình các bạn kinh doanh, chúng ta mở rộng câu khẩu hiệu cho từng cái nhóm sản phẩm. Ví dụ như là Vinamilk chẳng hạn, nó có khẩu hiệu chung của công ty, nhưng mà ví dụ như là Vinamilk mà dành cho cái sản phẩm gọi là sữa chua chẳng hạn, sữa chua nhưng mà cái dòng ít đường hoặc là cái dòng tắc béo thì sao, giữ dáng, đúng không? Rồi ví dụ như cái vòng dòng cho trẻ em thì là phát triển chiều cao, rồi là sáng mắt hay gì đó chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ có những cái câu khẩu hiệu nhỏ hơn cho từng cái nhóm sản phẩm. Nhưng ở đây thì cô chỉ yêu cầu các bạn xác định cái câu khẩu hiệu lớn cho tổng thể, tức là cho cái thương hiệu lớn của các bạn thôi. Rồi, như vậy là nhóm số 2. Nhóm số 9 chứ. Bổ sung những cái đó giúp cho cô nha. Rồi tiếp theo là nhóm số 8. Nhóm 8. Cô đợi em xíu nha. Rồi. Dạ chào cô và các bạn, tụi em đến từ nhóm 8 và hôm nay tụi em sẽ đem đến thương hiệu DL Glow Drinks về sản xuất xà phòng thiên nhiên thủ công.
thì ngày nay khi cuộc sống ngày càng hiện đại hóa và những sản phẩm tiện ích có sẵn trên thị trường bắt đầu bộc lộ nhiều mối nguy hại cho sức khỏe, thì con người lại mong mỏi tìm về với những liệu pháp tự nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Trong lĩnh vực mỹ phẩm chăm sóc cơ thể thì cụm từ natural soap hay made soap hay sản phẩm thiên nhiên, sản phẩm thủ công đang nổi lên như một xu hướng chăm sóc da hiệu quả của những người theo đuổi lối sống xanh, yêu chuộng thiên nhiên và sự phát triển bền vững. Thì xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu nhưng sản phẩm thiên nhiên đã trở thành xu hướng rộng khắp cả nước, phát triển từ nhiều thập kỷ. Tuy giá thành cao hơn những sản phẩm thiên nhiên khác, nhưng sản phẩm thiên nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối so với sản phẩm công nghiệp ở khả năng chăm sóc làn da với nhiều dưỡng chất hữu ích và không gây độc hại cho nguồn nước, do chúng có thể dễ dàng phân hủy sau khi sử dụng. Việt Nam được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng lớn về dược liệu trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Nguồn tài nguyên dược liệu phong phú, đa dạng, được ứng dụng khá nhiều vào sản xuất sản phẩm là các loại dầu thực vật như dầu dừa, dầu cám gạo, dầu gốc, dầu thầu, dầu và đặc biệt nguồn tinh dầu chiết xuất từ các dược liệu hoa cỏ Việt Nam được sử dụng thay thế hương liệu hóa học, mang lại cho sản phẩm thiên nhiên hương thơm có tác dụng trị liệu tốt như tốt cho tinh thần như dầu tràm gió giúp chống nhiễm lạnh, giảm ho. Tinh dầu quế gừng giúp làm ẩm cơ thể, kích thích tuần hoàn. Tinh dầu bạc hà, hương thảo sát khuẩn làm mát da. Tinh dầu bưởi chăm sóc tóc dài nhanh và ít rụng. Không chỉ có vậy, những thảo mộc bình dị như đậu, đỗ, gạo, trà xanh cũng góp phần làm bánh sản phẩm trở nên hấp dẫn với nhiều công dụng hỗ trợ. Quan trọng hơn là tại Đà Lạt nhận thấy được các nguyên liệu ở địa phương phong phú và dồi dào, đặc biệt là trong mùa dịch thì nguồn nguyên liệu này còn bị bỏ đi, như vậy rất là phung phí. Ngoài ra còn tụi em còn muốn tạo một loại xà phòng xuất xứ từ thiên nhiên phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm. Chính những điều trên đó là lý do để tụi em lựa chọn xây dựng thương hiệu đi lâu chuyên về xà phòng. Thì nhận diện thương hiệu thì đối tượng khách hàng mà tụi em nhắm đến đó là khách du lịch, những người khách du lịch đến với Đà Lạt, những người nhắm đến đối tượng có những người có xu hướng tiêu dùng xanh, các resort và khách sạn. Thì logo là TL là viết tắt của Đà Lạt cùng với quả thông mang đậm chất xứ sở sương mù. Glow có nghĩa là tỏa sáng, mang lại liên tưởng đến cảm giác ấm áp, bình yên, như đang nhắn nhủ khách hàng là chúng tôi sẽ đem đến cho bạn sự thoải mái, hài lòng ở thành phố Đà Lạt lạnh giá này. Thì logo đơn giản không cầu kỳ, câu khẩu hiệu là xà phòng cho cơ thể, thoải mái cho tâm hồn, ngắn gọn xúc tích, làm bật lên mục đích mà thương hiệu đang hướng đến. Thì tới đặc tính của thương hiệu. Đặc tính của thương hiệu thì được thể hiện qua sản phẩm handmade truyền thống, lành tính, hiệu quả, tiện lợi, đa dạng, khác biệt và đơn giản. Bao bì xà phòng handmade kết hợp chút ảnh hưởng từ bao bì phong cách origami và áp dụng triệt để sự đơn giản hóa. Ngoài ra, nhãn mác của sản phẩm cũng rất ngắn gọn, dễ hiểu, mang nhiều liên tưởng đến Đà Lạt thì làm vì chúng được làm từ vật liệu dễ phân hủy, tạo ấn tượng lâu dài nhờ thiết kế cửa hàng bán lẻ theo hướng cổ điển, mộc mạc, truyền thống, theo xu hướng vintage, bảng hiệu, đồ trang trí, nội thất gỗ, bình hoa gốm sứ, hoa bất tử khô, quả thông. Thì nguyên vật liệu đảm bảo được đảm bảo từ nhà cung cấp uy tín trong địa phương và các đối tác trong nước, tạo nên sự tin tưởng cho người tiêu dùng.
Thì sản phẩm của tụi em rất là có, sản phẩm của tụi em thì đa năng, 3 trong 1 gồm rửa mặt, gội đầu và dùng làm xà phòng tắm. Thì dịch vụ chăm sóc khách hàng tại cửa hàng thì luôn được thì luôn thân thiện và nhiệt tình. Ngoài ra thì còn kết hợp với các ngành khác để quảng cáo cho sản phẩm, như hợp tác với các cơ sở du lịch trưng bày kinh doanh tại Đà Lạt, với nhân viên hướng dẫn tư vấn hỗ trợ khách du lịch tham quan có nhu cầu sở hữu sản phẩm theo ý thích. Dạ, tiếp theo mời bạn Huy tiếp tục ạ. Chào cô và các bạn, thì sau đây chúng ta sẽ đến với cái danh mục sản phẩm. Thì sau đây là cái dòng sản phẩm chính của DL Glow, là xà phòng bạc hà sô-cô-la, là sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh dầu bạc hà và cacao trong sô-cô-la. Bạc hà là một trong những loại thảo mộc cổ xưa nhất của con người. Ngoài việc khi sử dụng trong món ăn, bạc hà còn có nhiều công dụng trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc cơ thể, như kem đánh răng, dầu gội và tất nhiên là ở xà phòng. Thì cái đặc điểm mà ai cũng công nhận rằng là mùi hương thanh mát đặc trưng từ bạc hà sẽ khiến cái tinh thần sảng khoái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và chất flavonoid trong cacao sẽ giúp da hạn chế bị ảnh hưởng bởi các cái tia UV, ngăn ngừa ung thư da. Ngoài ra, cái chất oxy hóa trong cacao còn mang lại làn da trẻ trung, tăng cường độ đàn hồi, làm mờ vết thâm nám hữu hiệu nhất. Xà phòng gỗ thông tuyết tùng. Đây là sản phẩm độc quyền của DL Glow. Nó là sự kết hợp độc đáo của tinh dầu gỗ thông Đà Lạt và tinh dầu tuyết tùng cùng với nguyên lý làm sạch hòa tan dầu. Thì dầu trong xà phòng sẽ len lỏi vào từng lỗ chân lông thông qua các bọt xà phòng tự nhiên, hòa tan cái lượng dầu thừa và bụi bẩn trên da. Dầu thừa và bụi bẩn này sẽ bị trôi khi nước chảy qua, và loại xà phòng này sản xuất thủ công bằng phương pháp lặn nên giữ lại được cái lượng glycerin tối đa, giúp da luôn được cấp ẩm kịp thời mà không bị khô rít khi sử dụng. Xà phòng Artiso cũng là một công thức độc quyền của DL Glow, chứa dầu và vụn Artiso mịn, dầu ô liu nguyên chất glycerin. Nó được sử dụng để làm sạch da mặt và cơ thể thường xuyên mà không cần thêm chất tẩy rửa hoặc chất tẩy trang, thân thiện với mọi loại da và ý tưởng cho da nhạy cảm, khô, ngứa, dị ứng. Xà phòng cà phê. Hạt cà phê nổi tiếng giàu chất caffeine, có tác dụng đốt cháy mỡ, làm da thêm săn chắc. Thành phần acid nicotinic còn được gọi là vitamin B3 hoặc vitamin PP được tạo thành trong quá trình rang hạt cà phê, giúp phòng ngừa bệnh nứt da, chữa viêm da. Ngoài ra còn là sản phẩm tẩy da chết kết hợp 2 trong 1, mùi hương giúp tỉnh táo, giải thả căng thẳng. Xà phòng nghệ gừng, kết hợp từ hai loại thảo mộc lâu đời của người Việt Nam. Nghệ là thảo dược tốt nhất cho việc điều trị viêm nhiễm, ngừa oxy hóa, làm dịu da, chống dị ứng, nấm, tăng cường khả năng đề kháng, giúp làm sạch, thanh lọc và lưu thông máu, giảm thâm nám, liền sẹo. Gừng thì có tính ẩm nóng, có tác dụng lớn, làm ấm nóng có tác dụng lớn trong việc làm ấm, trị nhiễm lạnh. Mùi thơm sẽ làm dịu cơ thể, lọc không khí, chống stress hiệu quả, làm an thần. Xà phòng oải hương, phong lữ. Oải hương hay còn được gọi là lavender là một loài hoa nổi tiếng ở nước Pháp, bên cạnh là biểu tượng chất tình yêu chung thủy. Loài hoa này còn chứa danh với hương thơm bền lâu. Chính cái mùi thơm này sẽ khiến cho tinh thần minh mẫn, giảm lo âu căng thẳng. Kết hợp với tinh dầu hoa phong lữ sẽ làm nhiệt, sẽ có nhiều tác dụng với sức khỏe và sắc đẹp, như chống viêm nhiễm, chữa trị mụn trứng cá, giảm vết nhăn, làm chậm quá trình lão hóa. Xà phòng quế mật ong. Nhờ trong quế có các hợp chất tối ưu nên quế chính là thần dược trị mụn lưng, các loại bỏ các tế bào chết và làm sạch sâu trên da. Việc sử dụng xà phòng trị mụn lưng từ quế cũng giúp khí huyết lưu thông. Những vùng xương khớp đau, vùng cơ bị đau hay trục rút do một ngày làm việc mệt mỏi sẽ hoàn toàn tan biến. Và cuối cùng là xà phòng xả gấc. Thì các vitamin A, E có trong gấc sẽ giúp chúng trở thành loại thảo dược cực kỳ hữu ích cho làn da của mọi người. Nhờ khả năng ngăn chặn việc tăng sắc tố da dẫn đến sạm da cũng như đẩy lùi quá trình lão hóa. Ngoài ra thì DL Glow còn có thêm các sản phẩm phụ như là các loại tinh dầu, máy xông, trà thảo mộc, đồ lưu niệm, decor. Về giá trị thương hiệu thì
DioGlow là một dự án đầy tính nhân văn giúp tạo thu nhập cho người dân địa phương trong mùa dịch này và công ăn việc làm cho các bạn khuyết tật tại Đà Lạt. Đến với DioGlow, các bạn sẽ có cơ hội phát triển năng lực, tích lũy vốn kinh nghiệm và vẽ nên cái tương lai rực rỡ cho team mình, cho riêng mình thông qua việc sản xuất tinh dầu và sản phẩm thủ công. DioGlow sẽ đảm bảo cho các bạn một ngôi nhà chung ấm cúng và tràn đầy tiếng cười. Về chiến lược phát triển thương hiệu, thì DioGlow ứng dụng hai chiến lược phát triển thương hiệu, đó là thương hiệu, chiến lược thương hiệu dãy sản phẩm và chiến lược thương hiệu theo nhóm sản phẩm. Thì chiến lược thương hiệu dãy sản phẩm thì DioGlow sẽ tạo ra một nhóm sản phẩm cùng thương hiệu, cùng thông điệp quảng cáo và nhiều sản phẩm khác nhau có cùng tên thương hiệu và cùng định vị thị trường, và dựa vào thương hiệu DioGlow, nhãn hàng sẽ cho ra mắt các sản phẩm DioGlow Shop, cà phê Hải Hương, Phong Lữ, vân vân. Và chiến lược thương hiệu theo nhóm sản phẩm thì DioGlow Shop là dòng sản phẩm mang lại doanh thu chính và bên em đang nghiên cứu thêm để tung ra DioGlow Cosmetic là một dòng mỹ phẩm thiên nhiên lành tính. Và ưu điểm của việc ứng dụng hai cái chiến lược này nó là sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng quảng bá thương hiệu, khách hàng có thể nhận biết một cách thuận lợi và tăng cái mức nhận biết thương hiệu và tận dụng cái hiệu ứng lan truyền trong cái tâm trí khách hàng về sản phẩm. Thì chúng em chỉ cần tập trung quảng cáo và tuyên truyền cho một cái vài sản phẩm điển hình và nó sẽ tác động đến những sản phẩm còn lại, và có thể tập trung vào một số sản phẩm mang tính định hướng để truyền tải tốt nhất cái ý nghĩa và lợi ích của thương hiệu. Về điểm cạnh tranh so với các thương hiệu khác thì là thương hiệu xà phòng Organic Handmade được sử dụng nguyên liệu tự nhiên có sẵn từ vùng đất Đà Lạt cũng như hợp tác với các đối tác uy tín, thì chất lượng sản phẩm bên em sẽ rất là đảm bảo và phù hợp với mọi làn da, kể cả những làn da dễ cảm. Với cái xu hướng sản phẩm thân thiện với môi trường thì thương hiệu cũng nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm có những dưỡng chất hữu ích và không gây độc hại cho nguồn nước. Và thương hiệu cũng xây dựng cái danh mục sản phẩm đa dạng cả về chủng loại lẫn chức năng để khách hàng có thể thoải mái và lựa chọn loại sản phẩm mình thích. Và đặc biệt là với cái dịch vụ tạo ra và sở hữu sản phẩm xà phòng của riêng mình, cũng như cái dịch vụ chăm sóc hướng dẫn khách hàng nhiệt tình, thân thiện, luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ khách du lịch tham quan. Và mục tiêu thì trong ngắn hạn thì DioGlow sẽ phát triển sản phẩm ngày càng tốt hơn, mở rộng cái quy mô kinh doanh tại địa phương, mở thêm mảng cosmetic, mở thêm các cái lớp dạy làm xà phòng hay nến thơm cho khách hàng có nhu cầu. Về mục tiêu dài hạn thì mở thêm cửa hàng tại hai thành phố lớn, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó sẽ mở rộng ra cả nước. Tụi em dự tính là tầm 50 cửa hàng và sau khi đã ổn định thì sẽ xuất khẩu ạ. Và thuyết trình của em đến đây là hết. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn ý tưởng của nhóm số 8. Cái này chắc là cô nhận xét luôn ha. Các bạn ở trong lớp không chịu thảo luận gì hết trơn. Cô thấy là các bạn đi theo một cái ý tưởng, đó là mình sản xuất mấy sản phẩm xà phòng mà kiểu như là thủ công đó, đúng không? Và mình sử dụng các cái loại, hồi nãy các bạn trình bày mấy cái dòng sản phẩm xà phòng của các bạn á, thì sản phẩm nào các bạn cũng đưa vào một cái yếu tố là chúng ta thực ra đưa cái yếu tố dược liệu vào ở trong đó, đúng các bạn? Tức là mỗi một cái trong đó nó đều có thể trị một cái gì đó, không biết trị được không nhưng mà mình không biết, nhưng mà mình đưa vô đó để nó trị được, trị mụn hoặc là trị nám hoặc là các thể loại trong đó nha. Thì ở đây á, là mình đưa dược liệu vào, và cái yếu tố dược liệu vào á, thì cái xà phòng của chúng ta nó sẽ mang một cái hơi hướng, đó là một cái sản phẩm xà phòng trị liệu, đúng các bạn? Một cái sản phẩm vừa làm sạch vừa trị liệu, đó là cái định hướng của mình. Về cái tên thì cái tên và cái logo của các bạn thì cũng tạm ổn ha, mình không, cô không đề cập tới đây. Đó là cái ý tưởng ha, và cái nào cần sửa thì cô mới sửa thôi. Ví dụ như là hồi nãy cái tên mà không đăng ký được gì đó thì cô mới sửa thôi. Thì cái đặc tính thương hiệu á, thật ra là nhóm chưa có xác định được cái đặc tính thương hiệu đâu, tại vì cái slide đặc tính thương hiệu của các bạn thì các bạn nói về bao bì, nói về thiết kế, nguồn nguyên liệu an toàn này, sản phẩm có sự đa năng, phục vụ chăm sóc tận tình,
rồi là kết hợp các ngành vân vân các kiểu đó. Cái đó nó không phải là đặc tính thương hiệu, mà là đặc tính thương hiệu chúng ta sử dụng những cái tính từ để mà thể hiện một cái điểm đặc biệt khác biệt nào đó. Ví dụ như là các bạn có thể dùng cái từ gọi là trị liệu ha. À, chúng ta xoay quanh cái cốt lõi của chúng ta là mình có làm gì thì làm, nhưng cái sản phẩm của mình đưa ra nó phải đạt được một cái yếu tố là trị liệu này, tức là cái cốt lõi của cái đặc tính thương hiệu của mình là phải có dược liệu và trị liệu ở trong đó. À, chứ chúng ta không dùng những cái hóa chất bên ngoài, hoặc là các bạn có thể hướng tới cái việc là an toàn, đúng không? Thì an toàn cũng là một cái tính từ. À, rồi là thiên nhiên cũng là một cái tính từ khác mà chúng ta cũng có thể suy nghĩ đến. Tức là ở đây các bạn cần phải xác định lại cái đặc tính thương hiệu của các bạn cần có là cái gì. Thì cái cảm nhận của cô qua cái ý tưởng của các bạn là gì, những cái sản phẩm này nó xoay quanh cái vấn đề là sử dụng những cái nguyên liệu từ thiên nhiên này. Và thiên nhiên ở đây không phải là thiên nhiên bình thường mà tôi lấy một cái bông hoa hồng, tôi lấy một bông hoa hẹ, tôi nhỏ lên cho nó thơm. Nhưng mà những yếu tố của các bạn ở đây nó có thể khác với các đối thủ cạnh tranh khác nữa, đó là loại nào cũng là dược liệu hết á. Chúng ta phải đưa yếu tố dược liệu trong đó để nó trị liệu, nó có tác dụng một cái gì đó có ý nghĩa cho khách hàng khi mà sử dụng cái loại xà phòng này đó. Thì cái cảm nhận của cô là như vậy, và cô nghĩ là cái định hướng của các bạn cũng như vậy. Thì các bạn sẽ dựa trên cái đó để các bạn xác định lại giùm cô cái đặc tính thương hiệu là gì. Còn cụ thể cái đặc tính thương hiệu nó thể hiện ra bên ngoài như thế nào á thì nó khác nữa. Ví dụ như là nó thể hiện qua việc là chúng ta bán một cái sản phẩm thông qua thuộc tính, đúng không? Sản phẩm mà lúc nào nó cũng có các cái chất gì đó, rồi là bao bì thì gần gũi với thiên nhiên vân vân. Thì những cái yếu tố nó thể hiện đặc tính đó đó, nó sẽ mang cái gì các bạn? Nó sẽ mang cái đặc tính này nó in vô trong đầu khách hàng. Còn cái đặc tính mà cái cốt lõi thì cái là chúng ta tạo ra trước. Ví dụ như là cái giản tiện là cái mà mình suy nghĩ trước, tới trước, đúng không ạ? Đơn giản và tiện lợi. Sau đó cái gì mình cũng phải làm ra đơn giản tiện lợi để đưa tới cho khách hàng hết á. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta phải xác định cái đặc tính cốt lõi cũng là gì thì nó mới thể hiện qua được những cái yếu tố kia. Các bạn hiểu ý cô mà chỗ này mà không hiểu hỏi lại nha. Tại vì cái đặc tính rất là quan trọng. Dạ cô ơi, tại vì lúc đầu là tụi em xác định cái đặc tính của thương hiệu á là nó truyền thống, nó lành tính, nó đa dạng và nó khác biệt. Thì đó, các bạn cũng có thể sử dụng cái đặc tính đó là truyền thống và gì các bạn? Dạ lành tính. Lành tính thì các bạn cũng có thể phát triển dựa trên hai cái này nè, tức là cái này chính là cái đặc tính cốt lõi của mình đó, nó sẽ thể hiện qua những cái kia nha. Dạ. Rồi một cái nữa là cái câu khẩu hiệu của chúng ta nè. Đây là cái kinh nghiệm luôn này, trong quá trình mà chúng ta làm thương hiệu này. Nếu như mà chúng ta cho cái chữ xà phòng vô trong cái câu khẩu hiệu của chúng ta luôn á, thì cái ưu điểm của nó là gì? Khi mà người ta nhắc tới cái tên thương hiệu của mình, tức là nó dễ dàng tạo ra một cái hình ảnh ha, dễ dàng tạo một cái hình ảnh, cái sự liên tưởng và nhắc nhớ khách hàng ngay lập tức tới cái chủng loại sản phẩm của mình đang kinh doanh là cái gì. Và nó rất là dễ đi vào trong lòng khách hàng, bởi vì nhắc tới cái đó là có cái câu, ví dụ như là một cái câu khẩu hiệu gì đó cũng cho chữ bia vô luôn ha, hoặc cô cho chữ nước suối trong nó luôn, thì người ta rất là dễ hình dung ra được cái sự liên kết giữa cái sản phẩm mình bán và cái thương hiệu của mình là cái gì. Đó là cái ưu điểm, nhưng mà cái nhược điểm của việc chúng ta đưa cả cái gọi là cái tên sản phẩm, cái chủng loại sản phẩm, cái ngành chúng ta kinh doanh vào trong đó là chúng ta không mở rộng đến các ngành khác được. Ví dụ như sau này các bạn muốn bán thêm về nước hoa ha? Hoặc là ở đây cô thấy các bạn có cái sản phẩm phụ là tinh dầu này, nhưng mà giả sử như trong tương lai mà người ta rất là chuộng về tinh dầu, đúng không? Ví dụ như là cô thấy, ví dụ như Covid ra chẳng hạn, thì mọi người cũng hay kháo nhau là mua tinh dầu về rồi xong ở trong nhà cho con Covid nó chết chẳng hạn. Thì là tinh dầu này có thể là phát triển, nó lại trở thành một cái sản phẩm chính của mình á. Thì trong cái câu khẩu hiệu của mình á, nó lại chỉ có xà phòng thôi. Tức là ở đây á, chúng ta không mở rộng cái sản phẩm ra nhiều, tức là không cho phép các cái sản phẩm của chúng ta bước ra khỏi câu khẩu hiệu này, tại vì chúng ta đưa cái chữ xà phòng vô luôn rồi,
đó là cái nhược điểm của việc chúng ta sử dụng cả tên sản, tức là mỗi trường hợp như vậy chúng ta sẽ có ưu và nhược điểm riêng á. Thì chị cô lưu ý luôn, các bạn đọc một số những cái điểm cứu hoặc một số kinh nghiệm xây dựng thương hiệu thì cũng có rất nhiều các cái thương hiệu người ta làm như thế này, và cho tới khi mà người ta kinh doanh ở một cái ngành khác á, thì người ta không thể sử dụng cái, thậm chí là bởi vì cái tên xà phòng nó đi liền với cái thương hiệu của chúng ta luôn, đó là DL Glow luôn rồi. Cho nên giả sử như bây giờ các bạn muốn là làm một cái sản phẩm gì đó nữa thì các bạn bắt buộc phải làm một cái thương hiệu khác, đúng không ạ? Chúng ta làm cái thương hiệu khác luôn chứ không thể sử dụng cái DL Glow này được, bởi vì cái DL Glow này khi nói tới cái DL Glow thì người ta chỉ nghĩ tới là xà phòng thôi, mà hiểu ý cô không ạ? Đó, thì tùy theo định hướng của mình, nếu như mình chỉ có một cái định hướng này, cái thương hiệu này mình chỉ để kinh doanh xà phòng thôi thì ok, không vấn đề gì cả nha. Còn nếu như mình muốn mở rộng ra hơn nữa, mình kinh doanh cả tinh dầu, mình kinh doanh cả nước hoa, hoặc là ví dụ như là sản phẩm kem gì đó dưỡng ẩm hay dưỡng da gì đó mà cũng là dược liệu luôn á, trong tương lai của mình đó, mình mở rộng ra đó, thì mình phải suy nghĩ lại có nên đưa cái chữ xà phòng vào trong khẩu hiệu hay không đó. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta nói tới cái câu khẩu hiệu thì thật ra là việc mà chúng ta đặt một câu khẩu hiệu nó không phải là dễ đâu các bạn, đúng không? Nếu mà dễ thì mấy công ty họ cần gì mà họ phải đi thuê các cái công ty thương hiệu cho tốn tiền thiết kế câu khẩu hiệu. Thì các bạn thấy là gì, những cái câu khẩu hiệu nó phải gọi là nó có cảm xúc và nó dễ đi vào lòng người, thì chúng ta phải sử dụng cái ngôn từ sao cho nó hay, nó dễ đọc, nó dễ nghe, xong rồi nó phải dạng như là smooth đó các bạn, nó phải suông, nó phải đẹp, với cái ngôn từ nó đẹp, rồi cái âm điệu, cái vần của nó cũng phải đẹp nữa, ví dụ như là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu chẳng hạn. Rồi ví dụ như là nhiều lắm mà bây giờ cô không nhớ ra được, nhưng mà đại khái là cái câu khẩu hiệu của các bạn á, là nó gồm có 2 vế, mỗi vế 5 chữ, thì cái độ dài thì ok, không vấn đề gì hết. Nhưng mà cô nghĩ là nếu như mình có thể sử dụng những cái từ nào đó mà nó vần câu trước với câu sau một chút xíu thì nó sẽ hay hơn. Cho nên là ví dụ như là, và khi mà chúng ta dùng từ á các bạn, vừa cô nói với các bạn, khi mà mình sử dụng, mình đặt tên hiệu, mình đặt câu khẩu hiệu, xong rồi cái cuối cùng những cái công ty lớn nó phải đi đâu các bạn nhớ không? Nó phải đi tới tư vấn ở những cái nhà ngôn ngữ học á, bởi vì là các bạn thấy là cái phạm trù về ngôn ngữ là nó đa dạng, đa sắc thái, và ở Việt Nam của chúng ta thì các bạn thấy ngôn ngữ đâu phải dễ đâu ha. Cũng nói về cái thứ đó đó, nhưng mà cái ngữ, cái từ trong mỗi tình huống nó sẽ mang một cái sắc thái, một cái mức độ nó khác nhau. Ví dụ như là cái nhóm này, tức là một cái nhóm người đó, các bạn có thể nói là cái nhóm thanh niên, cái tuổi thanh niên, cái lũ thanh niên, đúng không các bạn? Tức là cái nhóm, cái tuổi, cái lũ là nghe 3 cái mức độ thể hiện một cái nhìn khách quan của chúng ta với tới cái nhóm người đó nó đã khác nhau rồi. Thì cái ngôn ngữ ở Việt Nam mình nó cũng khó vậy đó. Khi mà cho nên khi mà chúng ta đặt câu khẩu hiệu thì chúng ta cũng phải tìm những cái từ đồng nghĩa, rồi những cái từ mà nó sẽ thể hiện nhiều cái sắc thái khác nhau và để chúng ta đưa vào. Ví dụ như là khi mà các bạn sử dụng cái từ, nói chung là đầu tiên là cô có đánh dấu lại cái từ xà phòng này, đó là các bạn phải xác định lại là mình có nên đưa cái từ xà phòng vào hay không nha. Thì khi mà đưa vào hay không á, thì nếu mà đưa vào á thì chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ về cái sự phát triển danh mục sản phẩm của mình, để mình đi song song với việc phát triển danh mục thương hiệu mà. Cái thứ hai nữa là cơ thể là một cái từ dùng chung. Cơ thể là từ cái đầu xuống tới cái chân luôn. Nhưng mà khi mà mình nói tới cơ thể là người Việt Nam mình hình dung ra cái body thôi, tức là cái mình thôi, chứ không hình dung ra cái face, không có hình dung ra cái mặt. Cho nên nếu như mà bây giờ mình bán xà phòng rửa mặt á, thì người ta không nghĩ cái đó thuộc cái cơ thể của mình đâu. Tức là cái hình dung của người Việt Nam mình về từ nó là như vậy ha. Tức là khi nói tới cơ thể thì rõ ràng cơ thể là từ đầu tới chân mà. Nhưng mà
mà cái sự liên tưởng của người Việt Nam mình khi nói tới cơ thể thì người ta sẽ từ cái cổ trở xuống ha, cho nên là chúng ta cũng nên sử dụng lại, xem lại thử có nên sử dụng cái từ cơ thể trong này không, đó là cái từ thứ hai. Cái đoạn sau thì cũng tương đối là ổn định rồi nè, cũng cái ý tưởng của các bạn về cái đoạn sau là hay rồi nè, rất là thoải mái cho tâm hồn đó, tức là có cái dược liệu này, có cái trị liệu ở trong đó, và cái chúng ta vận dụng cái mùi hương, mùi lavender này, mùi dừa, mật ong, hay là nói chung rất là thiên nhiên, là nghe nó khoái rồi đúng không, nó thoải mái này. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng cái từ thoải mái này nè, thì tức là cái này là cô vừa mới nghĩ ra thôi, thì sẽ có một cái từ nữa nó có thể đồng nghĩa với cái từ thoải mái này, mà nó tức là nó mang một cái sự liên tưởng cao hơn. Khi mà chúng ta nghe về từ giống như là tụi với lũ với bèo nãy đó, thì có một cái từ nó tương tự như vậy, nó gọi là thư thái đó. Cái từ thoải mái và cái từ thư thái ha, thì cái từ thư thái đó nó cũng mang một cái nghĩa tương tự như cái từ thoải mái đó ha. Nhưng mình có thể là xả stress nè, mình có thể là nói chung là không diễn tả được hết, nhưng mà cô nghĩ là nó sẽ có một cái sự hình dung nào đó nó cũng tương đối là ổn ha. Thì đó, các bạn sẽ tìm những cái từ nó tương đồng như vậy đó trong cái câu khẩu hiệu của mình. Ở đây là cô không phải là chỉ góp ý cho nhóm 8 đâu, mà các nhóm khác các bạn cũng vậy ha. Để mà tạo ra một câu khẩu hiệu hay á, khó lắm luôn á các bạn, mất thời gian lắm luôn á. Thay từ này bằng từ kia, xong rồi từ này thay từ này rồi thì nó không vần với từ đằng trước, không vần với từ đằng trước á, thì phải thay cái từ đằng trước, xong rồi cứ thay qua thay lại sao cho nó vần, sao cho nó hay, sao cho nó thành thơ, rồi nó mất lâu lắm luôn á các bạn. Chứ nếu mà sau này mà các bạn nào mà mở công ty làm về thương hiệu cho các công ty khác á, thì sẽ thấy được cái điều này, tức là chúng ta cũng bắt óc lên, chúng ta suy nghĩ cho không phải đùa đâu, khó lắm luôn á. Một cái câu khẩu hiệu không phải một ngày hai mà suy nghĩ được, và các bạn thấy là nó qua bao nhiêu công đoạn luôn á. Góp ý chỗ này, rồi ngày này đổi, ngày kia đổi, rồi đi hỏi chỗ kia, tư vấn chỗ nọ nhiều lắm luôn. Cho nên là thật ra ý tưởng của các bạn là rất là tốt rồi, nhưng mà chúng ta gọi là phải qua các cái bước gọi là rèn này, gọt giũa, sắp xếp nữa sao cho nó hay một tí xíu nữa thì quá là tốt luôn rồi ha. Rồi thì đó là cái phần nhận xét của cô đối với nhóm số 8. Đầu tiên là gì? Đặc tính thương hiệu thì các bạn nêu rồi nè, truyền thống à, làm tính nè. Thì từ cái truyền thống và làm tính này chúng ta sẽ phát triển ra những cái khác để mà truyền tải cái đặc tính thương hiệu này tới cho khách hàng, thông qua các cái yếu tố về biểu tượng, rồi tên gọi, câu khẩu hiệu, tức là bộ nhận diện ha, rồi là thuộc tính thương hiệu. Thuộc tính thương hiệu thì ok lắm rồi, như hồi nãy các bạn trình bày là ok lắm rồi, rồi bao bì sản phẩm rồi đó, thân thiện với môi trường rồi các kiểu, cá tính thương hiệu ha. Đó, rồi các bạn sẽ phải xác định lại giùm cho cô cái câu khẩu hiệu ha. Dạ. Cũng như là mình định hướng thêm là mình kinh doanh có nhiều lĩnh vực lắm không, nếu nhiều lĩnh vực lắm thì mình không nên đưa từ xà phòng vào, còn nếu như mình chỉ kinh doanh xà phòng không thôi thì mình vẫn có thể để được, chỉ có thể chỉ là chỉnh lại một số từ ở trong hai cái vế này. Tại vì thực ra một khi mà chúng ta làm vế đó mày, ví dụ như là cái hai cái vế mà đi không xong với nhau thường nó phải vần với nhau chút xíu ha. Rồi đó là nhận xét của cô đối với nhóm 8 nè. Rồi thêm một nhóm nữa ha, nhóm 1. Nhóm 1 ở đâu rồi? Nhóm 1 ơi. Dạ chào cô và các bạn ạ. Thì
Hôm nay nhóm chúng em sẽ giới thiệu về cái sản phẩm là kẹo với hương vị cocktail ạ. Và phần thuyết trình của nhóm chúng em gồm 6 phần, đó chính là ý nghĩa logo và tên sản phẩm, và ý nghĩa lý do hình thành, lý do hình thành sản phẩm, công dụng và giá trị xây dựng giá trị thương hiệu, xây dựng đặc tính thương hiệu và ý nghĩa thực tiễn thương hiệu ạ. Và về phần đầu tiên là ý nghĩa của logo thì màu xám thực tế là một màu của sự cân bằng và nó tạo cảm giác mát mẻ và trung tính. Thì chúng ta sẽ có thể tìm thấy những vẻ sang trọng tinh tế trong các cái vật có màu xám. Nó vừa mang theo sức mạnh sự bí ẩn của màu đen cũng như truyền thụ cái vẻ lạnh lùng đơn giản của màu trắng. Và do đó nên nhóm chúng em quyết định chọn màu sắc này cho sản phẩm kẹo mới ra mắt thị trường, nhằm hướng đến đa số những cái tập khách hàng là giới trẻ. Và về cơ bản thì kẹo dẻo có thể được đúc thành hàng ngàn những cái hình dạng khác nhau và làm cho nó trở thành một trong những loại bánh kẹo có hình dạng đa dạng nhất từ trước đến nay. Và chúng ta có thể tìm thấy kẹo với rất nhiều những hình dạng từ trái cây cho đến những động vật khác nhau, nhưng nhóm chúng em chọn hình logo đó chính là con gấu vì nó mang lại cái tính chất huyền bí, và vì vậy cho nên nhóm chúng em cho ra mắt thị trường sản phẩm kẹo mang hơi hướng hiện đại và cao cấp khi mà chọn biểu tượng đó chính là chú gấu màu trắng. Và về tên thương hiệu thì trong kinh doanh thì người ta thường thì rất là thích số 1, và đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì họ muốn doanh nghiệp của mình luôn dẫn đầu trong cái lĩnh vực mà họ đang kinh doanh. Và ngoài ra thì họ cũng muốn mình là số 1 trong lòng người tiêu dùng, là lựa chọn đầu tiên trong những cái lựa chọn của khách hàng. Nhưng mà chúng ta lại quên rằng là trước số 1 còn có số 0. Và từ những cái điều này thì nhóm chúng em cũng muốn đưa ra thông điệp là sản phẩm của chúng em luôn đi trước những cái mới và cũng như là phá vỡ các cái giới hạn để tạo ra sự khác biệt, đem lại cảm nhận mới, góc nhìn mới cho người tiêu dùng. Và cũng như là mọi thứ cũng đều bắt đầu từ số 0, và hay nói cách khác thì số 0 có ý nghĩa chính là sự khởi đầu cũng như bắt đầu. Ngoài ra thì no one còn ý nghĩa là nhóm chúng em sẽ cố gắng nhất để không một ai phải thất vọng khi mà trải nghiệm sản phẩm của chúng em. Và thêm vào đó còn mang ý nghĩa là chưa có công ty nào trên thị trường sản xuất ra những cái loại kẹo này, và cũng như là sự khác biệt này có thể làm điểm nhấn cho sản phẩm của chúng em ạ. Và về cái lý do hình thành sản phẩm thì thức uống cocktail hiện nay là rất là phổ biến và cũng như là được rất là nhiều người yêu thích. Thì việc thưởng thức một cái ly cocktail chắc hẳn sẽ rất là mất thời gian, và không phải ai cũng có thời gian cũng như là có thể thưởng thức ngay. Thì đối với những người bận rộn thì càng không có thời gian để thưởng thức. Và bên cạnh đó thì kẹo cũng chính là một cái món ăn vặt mà cũng được rất là nhiều người ưa chuộng. Và kết hợp là những cái yếu tố trên thì nhóm chúng em cho ra mắt sản phẩm đó chính là kẹo mang hương vị cocktail ạ. Và thì điểm cộng của sản phẩm đó chính là sự tiện lợi, nhỏ gọn, có nhiều cái hương vị mới lạ khác nhau. Và quan trọng đó là có thể thưởng thức những cái hương vị cocktail mọi lúc mọi nơi. Và về công dụng thì sản phẩm của chúng em với cái sự nhỏ gọn, tiện lợi sẽ giúp cho người tiêu dùng dễ dàng thưởng thức những cái hương vị cocktail khác nhau ở mọi lúc mọi nơi. Kẹo hương vị cocktail của chúng em sẽ mang lại những cái lợi ích tuyệt vời mà được khoa học chứng minh, như đấy là giảm sỏi mật, các bệnh về tim mạch, và các cái thành phần tự nhiên trong kẹo cũng sẽ cung cấp những cái vitamin cho cơ thể. Và ngoài ra còn giúp giảm stress cho những cái lúc mà tâm trạng tan trầm, cũng như là mang lại cho khách hàng những cái phút giây hưng phấn, phấn khởi. Và tiếp theo chính là xây dựng giá trị thương hiệu, thì em xin mời bạn khác. Về phần xây dựng giá trị thương hiệu, thì chúng ta tìm hiểu về giá trị cốt lõi của bánh kẹo No One là làm từ là sản phẩm của công ty, luôn vì sức khỏe của cộng đồng, sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, sản phẩm tươi ngon và bổ dưỡng, sản phẩm thân thiện với môi trường, dịch vụ chuyên nghiệp và thương hiệu uy tín.
để tạo dựng cho một thương hiệu có sự khác biệt thì sản phẩm của bánh kẹo No One được làm ra từ ý kiến và sở thích của khách hàng. Thương hiệu đã tạo dựng cho khách hàng một lòng tin vững chắc mà không có doanh nghiệp nào có thể làm được. Để có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh thì công ty bánh kẹo No One đã phải làm tốt trong công tác marketing cho sản phẩm của mình, tạo nên sự khác biệt mà các đối thủ khác không thể nào làm được. Về nhân cách hóa thương hiệu, thì sau đây là những ý tưởng đã giúp cho công ty bánh kẹo No One cá nhân hóa thương hiệu, là sử dụng các tông giọng nhất quán, luôn giữ vững thông điệp, thể hiện tính cách của công ty, sử dụng phương tiện truyền thông và xã hội, thể hiện được tính minh bạch. Khác biệt hóa thương hiệu so với đối thủ, vì công ty bánh kẹo No One là công ty mới xuất hiện trên thị trường gần đây, vì vậy mà công ty No One đã làm điều gì để tạo nên sự khác biệt cho thương hiệu so với đối thủ? Là công ty bánh kẹo No One có sản phẩm kẹo chip chip vị cocktail là sản phẩm độc quyền mà chưa có công ty nào có được. Hương vị độc đáo của kẹo mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái và giảm stress sau những ngày làm việc mệt mỏi. Kẹo chip chip vị cocktail còn cung cấp vitamin, giảm các bệnh, giảm sỏi thận và các bệnh tim mạch. Và tiếp theo thì em xin nhường cho bạn khác. Em xin giới thiệu về đặc tính thương hiệu. Và thứ nhất là tên thương hiệu, đó là No One. Thứ hai là để nhận diện thương hiệu là sẽ là một logo với phông nền màu xám cùng với tên thương hiệu. Và kèm bên đó là một chú gấu màu trắng. Và ý nghĩa của nó là đã được Phùng Huy giải thích ở trên. Về tính cách thương hiệu thì nó là quan tâm, chu đáo, thân thiện và luôn lắng nghe khách hàng. Và giá thành, vì đây là sản phẩm mới này, nó sẽ rẻ so với thị trường là 5%, nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng. Và đặc tính thương hiệu của bọn em là tiện lợi, ở đây là dễ dàng thưởng thức mỗi lúc mỗi nơi, uy tín, sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để làm kẹo nhằm đảm bảo chất lượng và sức khỏe. Thứ ba là tinh tế, là mẫu viên kẹo sẽ có hương vị và ý nghĩa khác nhau, độc đáo, đó là kẹo đầu tiên có cồn. Và cuối cùng là đa dạng, là hình dạng kẹo, bao bì, màu sắc đa dạng, đẹp mắt. Và về ý nghĩa của thương hiệu là vì đây là sản phẩm mới của công ty chúng em, nên chúng em sẽ xây dựng là công ty sản xuất kẹo lây men, còn phải đảm bảo rằng sản phẩm không dành cho trẻ em dưới vị thành niên. Và ra là xây dựng một đội ngũ marketing tốt để có thể quảng bá thương hiệu, đưa hình ảnh công ty gần với khách hàng và tạo một mối quan hệ thật tốt với khách hàng. Thứ hai là chất lượng sản phẩm, đó là kẹo lên men đặc biệt dành cho người trưởng thành, nên công kết đảm bảo về những yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm, có chất lượng cao và phong phú sản phẩm kẹo có vị của mình đến những quán bar hay là những địa điểm thu hút khách hàng. Và cuối cùng là câu slogan của nhóm em là thử một lần nhớ một đời. Và em cũng cảm ơn cô đã nghe và cảm ơn mọi người. Cảm ơn bài thuyết trình của nhóm số 1. Ôi, sắp hết pin rồi, đợi cô chút, cô cắm cái đồ sạc pin đây. Đợi cô chút, cô cắm sạc pin nha mấy đứa. Ây da. Mỗi lần cắm đồ sạc pin nó nổ tắt tắt ghê quá. Rồi nhóm kẹo đầu tiên á, hỏi đứa trong lớp cho nó khách quan đi, hôm nãy giờ cô nhận xét hoài, cô áp đặt mấy đứa quá.
Thục Anh ơi, Thục Anh có đây không? Dạ có. Thục Anh ơi, Thục Anh nhận xét giùm cô cái theo cảm nhận của bạn á, về cái logo của nhóm kẹo candy này như nào? Có cần show lên lại cái logo không? Thì nhóm show lên lại cái logo giùm cô với. Dạ, show cho em coi lại. Thấy chưa, cô biết mà nãy giờ nó làm cái gì trong giường á không? Trùng bình. Nhóm một chiếu giùm cô lại cái logo với. Theo cô hiểu là cái kẹo này giống như là uống rượu vậy mấy đứa, nhưng mà ăn kẹo dẻo ha, ăn kẹo dẻo nhưng mà có vị rượu cocktail á, nghe rất là hấp dẫn, thèm kẹo quá. Rồi có logo rồi kìa. Dạ logo này thì đơn giản ấn tượng là nhìn nó giống như là hướng tới đối tượng dành cho các em trẻ nhỏ. Này cục cái sản phẩm các mà nhóm báo. Kinh doanh á, cái sản phẩm của nhóm kinh doanh là Thục Anh biết là kẹo cocktail, kẹo dẻo cocktail, tức là cái vị giống như rượu pha á, đúng không nhóm một ơi? Dạ đúng rồi con. Tức là nó kẹo dẻo nhưng mà nó có cái vị rượu á. Và hồi nãy thì nhóm có nói là chỉ dành cho tuổi vị thành niên trở lên. Thì đó là cô nhắc lại cho Thục Anh thấy về cái sản phẩm á. Rồi bây giờ dựa vào cái sản phẩm nó nhận xét cái logo đi, góp ý về cái logo. Cũng như các bạn khác trong lớp có thể góp ý luôn ha. Dạ, logo nó đơn giản, nói rõ lên được cái tên của kẹp. Có sự liên tưởng gì tới cái sản phẩm cô vừa nói không? Kẹo có vị rượu cocktail, kẹo dẻo có vị rượu cocktail, dành cho vị thành niên trở lên. Bạn nào nhận xét cho cô coi? Bạn nào có góp ý gì không? Có ý tưởng gì không? Thật ra thì đối với cái mục tiêu của nhóm muốn nhắm tới thì thiết kế logo nó đơn giản và nó dễ nhận ra, dễ nhớ thì nó là ok rồi. Tuy nhiên là khi mà chúng ta thiết kế logo thì chúng ta cũng phải nó thể hiện một cái gì đó của thương hiệu hoặc cái sản phẩm của chúng ta, nó có cái sự liên tưởng mà nó là hình ảnh đại diện mà. Cho nên là con gấu này thì cô nghĩ là mình liên tưởng tới phẩm gì đó nhỏ hơn, còn tiếp theo mà các bạn biết vì sao người ta gọi đó là rượu cocktail không? Nó rất là đa dạng về mùi vị, nó rất là đa dạng về cách pha, nó rất là đa dạng về màu sắc. Thì cái từ cocktail này nó dùng chung cho một số cái loại luôn. Ví dụ như là các bạn thấy là về thời trang á, về fashion á, nó cũng có những cái ví dụ ở nữ, các bạn thấy hay có những cái đầm cocktail, tức là những cái đầm mà nó được phối, nó được phối rất là, nói chung là màu sắc thì đa dạng, là kiểu cách cũng gọi là sáng tạo ha, chứ nó không theo một cái khuôn mẫu nào cả thì gọi là cái đầm cocktail. Thì các bạn thấy cái từ cocktail này á, cái nguồn gốc của nó bắt nguồn từ cái việc là rất là đa dạng và rất là đa màu sắc dưới các cái sự thể hiện khác nhau, mùi vị nè, rồi màu sắc nè, thậm chí là kiểu dáng nữa, nó rất là đa dạng. Cho nên là người ta sử dụng cái cocktail này. Và theo cô đó thì cái logo này nó chưa có thể hiện được, nổi bật lên được cái sản phẩm mà mình kinh doanh ấy. Kẹo và cocktail
Mà cái ý tưởng của các bạn là lấy từ cái ly rượu cocktail ra cũng được, ok như vậy luôn. Thì chúng ta có thể suy nghĩ tới việc chúng ta kết hợp một cái viên kẹo dẻo và một cái ly cocktail ở bên cạnh, và chúng ta design ra đó cho hai cái này nó trộn vô nhau. Và cô nghĩ là mặc dù là chúng ta sử dụng ít màu sắc như vậy đó thì nó rất là dễ để mà nhận biết, nó rất là đơn giản. Tuy nhiên là trong trường hợp này á, để nói thích cocktail thì liệu mà chúng ta sử dụng màu đơn sắc như vậy thì nó có phù hợp hay không á? Rồi như thế này nữa nè, mình có thể khai thác cái từ cocktail này rất là hiệu quả trong cái thương hiệu của các bạn luôn á. Bởi vì là kẹo cocktail của các bạn nó rất là đa dạng về màu sắc nè, rồi là mùi vị nè, vân vân nè. Rồi lúc nãy các bạn có trình bày là gì, có rất là nhiều các cái nhóm vitamin ở trong này đó, thì chúng ta cũng có thể khai thác cái từ cocktail này ở trong cái thương hiệu của các bạn. Bởi vì là sao, giống như là hôm bữa cô nói với các bạn là TH True Meal á, trong cái thương hiệu TH True True Meal của nó thì nó có thể khai thác được hai cái nhóm, đó là TH True và một cái là Meal, đúng không ạ? Cái TH True đó nó có thể khai thác thành là gì, TH True Juice. Thì các bạn thấy ở đây nè, cái cocktail của chúng ta này thì các bạn có thể khai thác được cái ý nghĩa là đa dạng của nó bằng cách là chúng ta có thể nghĩ tới các cái nhóm kẹo với những cái công dụng khác nhau, tức là những cái nhóm vitamin khác nhau để chúng ta phát triển cái danh mục thương hiệu của chúng ta luôn. Ví dụ như là kẹo của các bạn á, nó đa dạng về màu sắc, nó đa dạng về mùi vị và nó đa dạng về chức năng trong việc hỗ trợ vitamin cho người dùng luôn. Ví dụ như là có nhiều người thì là họ muốn một cái viên kẹo cocktail như vậy nhưng mà vitamin tổng hợp, tức là trong đó có nhiều vitamin đó, multivitamin đó. Nhưng mà có nhiều người thì họ chỉ cần vitamin C thôi. Có nhiều người thì họ cần vitamin E thôi cho đẹp da chẳng hạn. Các bạn hiểu ý cô không ạ? Thì chúng ta cũng có thể khai thác cái ý nghĩa của cái từ cocktail này tới cái danh mục sản phẩm của mình luôn. Đó. Thì chúng ta phải có một cái định hướng ngay từ đầu là chúng ta hiểu được cái từ cocktail này là cái gì. Và chúng ta ứng dụng nó được vào trong thương hiệu của chúng ta như thế nào. Bởi vì cái sự đa dạng của sản phẩm của chúng ta và màu sắc rất là dễ thương, và một những cái loại kẹo đa màu sắc đa chức năng như vậy mà chúng ta sử dụng cái màu nó trầm tính quá, và cái thiết kế về cái logo thì cô nghĩ là người ta không nhận ra được cái sự không có hình dung ra được cái hình ảnh sản phẩm của mình đó, cái loại sản phẩm mình đang kinh doanh đặc tính nó như thế nào đó các bạn. Thì các bạn suy nghĩ lại chút xíu là có nên thay đổi một chút không nha. Về cái đặc tính thương hiệu á, thì cái tính cách thương hiệu của các bạn lúc nãy các bạn trình bày cô không có chụp lại, nhưng mà cái gì mà lắng nghe thấu hiểu rồi quan tâm hay đại khái gì đó thì thường là chúng ta chỉ gom lại, tức là những cái từ đó thì cô có đánh dấu lại và cô đưa ra một cái mũi tên ở đây và cô mở ngoặc ra, cô ghi là tận tình, tức là một cái sự chu đáo tận tình khi mà phục vụ khách hàng. Và cái đặc tính của thương hiệu mà các bạn đưa ra phía sau á, cái đó là tính cách ha. Còn cái đặc tính thương hiệu á thì tiện lợi nè, rồi gì đó đúng không, rất là nhiều. Thì chúng ta phải dựa trên cái đặc tính thương hiệu đó để chúng ta gọi là thiết kế những cái yếu tố nó thuộc đặc tính đó để mà chúng ta đưa tới cho khách hàng. Thì ở đây các bạn thấy tiện lợi thì có rồi nè, đúng không ạ? Tiện lợi thì có rồi đó, tức là chúng ta vừa ăn kẹo mà vừa bổ sung vitamin đó. Rồi chúng ta có thể khai thác được cái gì từ cái sản phẩm của chúng ta nữa, thì chúng ta phải suy nghĩ tới cái lợi ích đó ha. Và cái nào mà chúng ta khác biệt so với đối thủ cạnh tranh thì chúng ta sẽ đưa ra. Ví dụ như trên thị trường hiện nay chưa có một cái loại kẹo dẻo cocktail nào cả, thì đó là cái yếu tố quan trọng nhất, cái đặc tính mà thường chúng ta đã tạo được một cái đặc tính mới là chúng ta có cái ưu thế trên thị trường rồi, mà không cho nên chúng ta không dạy gì mà không dùng hết trơn á, có đúng không ạ? Cái yếu tố lên men của các bạn đó, thì chúng ta phải tạo nó thành một cái điểm nhấn, một cái đặc tính vào đây. Thì cái lên men nó thật ra là cái cocktail rồi, cái rượu cocktail rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ khai thác từ cái đặc tính nó ra. Thử một lần nhớ một đời. Thật ra cái tính cách thương hiệu của các bạn ở đây cô cũng có nốt lại là gì, nó phù hợp ở trong dịch vụ hơn là trong sản phẩm này.
Bởi vì thật ra cái loại kẹo này chúng ta sẽ sản xuất của chúng ta bán ra cho khách hàng thôi. Nó có thể là tận tâm qua cái việc gì nhỉ? Các bạn có thể giải thích được hơn, rõ hơn chỗ này không? Ví dụ như chúng ta phân phối, chúng ta bán ở cửa hàng thuốc tây nè, rồi những cái cửa hàng siêu thị đồ gì vân vân, thì liệu cái việc mà tính cách thương hiệu có phù hợp không? Thử một lần nhớ một đời. Câu khẩu hiệu này thì thật ra là nó rất là chung chung ha, thì thật ra là nhiều công ty cũng sử dụng cái câu khẩu hiệu chung chung như vậy. Tuy nhiên là nếu như chúng ta có thể gửi được cả một cái đặc tính hoặc là một cái định hướng gì đó vào trong câu khẩu hiệu để nó rõ ràng hơn á, thì chúng ta truyền tải nó dễ hơn. Ví dụ như là, tại vì chúng ta không thể nào mà gọi là chiếm được một cái vị trí trong tâm trí khách hàng một cách dễ dàng so với những cái đối thủ lớn được, đúng không? Có thương hiệu lớn được chúng ta ra sau, thì chúng ta phải, nếu như chúng ta chung chung quá vậy thì người ta sẽ không nhận ra được mình là cái gì và người ta khó nhớ. Cho nên là ví dụ như khi các bạn đã có thương hiệu lớn rồi á, thì chúng ta có thể đổi câu khẩu hiệu nó chung chung lại được, để chúng ta có thể bao quát được hết các cái nhánh thương hiệu hoặc là các cái ngành kinh doanh của chúng ta. Còn nếu như mà ngay lúc đầu chúng ta ra để mà gây ấn tượng với khách hàng ấy, thì chúng ta nên đưa một cái lợi ích, một cái đặc tính gì đó vào ở trong câu khẩu hiệu của mình luôn thì càng tốt. Thì đó là một số những cái lưu ý khi mà chúng ta đặt tên thương hiệu thôi, thì các bạn cũng có thể cân nhắc lại ha. Cô nghĩ là khách quan của cô á, thì là cô sẽ góp ý cho các bạn là như vậy. Ngoài ra thì cô nghĩ là tại vì lớp mình học offline như thế này, học online như thế này thì rất là khó để tương tác, để mà hỏi ý kiến của các bạn ha. Và cô muốn là các nhóm các bạn đóng góp cho các nhóm khác nhiều vào, tại vì thực sự làm thương hiệu các bạn cũng phải vậy đó, chứ không phải là một nhóm trong một công ty các bạn làm chừng đó là xong đâu. Chúng ta phải đem đi, chúng ta hỏi tùm lum chỗ hết người ta góp ý. Bởi vì là cái cảm nhận của người ngoài nó rất là quan trọng. Ví dụ như khi mà cô góp ý với các bạn là cô đang ở một người ngoài cuộc, thì cô cảm nhận khách quan như vậy. Nhưng mà giả sử như bây giờ kêu cô thiết kế một cái thương hiệu thì tất nhiên là cô sẽ có một cái ý chủ quan của cô ở trong đó là gì, và cô thiết kế ra như vậy, và cô theo cái định hướng chủ quan của cô. Còn cái việc mà các bạn nhận định như thế nào cũng chưa chắc, cũng chưa chắc là đúng với lại cái ý kiến chủ quan của cô. Cho nên là chúng ta phải cần có những đánh giá khách quan, và cô muốn là các bạn thảo luận. Vì vậy mà không ai thảo luận hết trơn á, để con mình cô nhận xét thì nó không có được gọi là nhiều cái sự khách quan ra lắm nha. Tuy nhiên là cô thấy là cái ý tưởng này rất là hay, và tại sao chúng ta không khai thác cái ý nghĩa của cái từ cocktail ở trong đó như cô nói nãy giờ ha, cái sự đa dạng về màu sắc này, rồi là một cái sự đa dạng trong cái vitamin mà chúng ta có thể mix vào trong cái kẹo đó nữa, rất là hiệu quả luôn á. Và cô nghĩ là rượu cocktail này chúng ta hay uống khi nào các bạn? Đi bar, đi pub hay đi đâu đó đúng không? Thì thường là nó sẽ mang rất là nhiều màu sắc của ánh sáng, rồi là vui tươi, rồi nhảy nhót ca nhạc các kiểu. Mà chúng ta để một cái logo mà màu sắc của nó đối lập quá thì cô nghĩ nó cũng không nêu bật được cái định hướng và cái ý tưởng của thương hiệu. Thì các bạn có thể cân nhắc lại chút xíu xem thử là chúng ta có cái design nào nó thể hiện rõ hơn cái kẹo No One này không. Nha, nhóm một nha, đó là cái góp ý của cô, khách quan thôi. Còn các bạn có thể dựa vào góp ý này cũng như là đi hỏi một vài bạn nào ở trong lớp hay gì đó để chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn nha. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn nhóm một luôn nè. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã xong 5 nhóm đầu tiên các bạn về trình bày về ý tưởng. Thật ra ý tưởng của các bạn rất là tốt á, nhóm nào cũng có ý tưởng tốt hết á. Nhưng mà các bạn thấy không, làm thương hiệu đâu phải dễ đâu, làm marketing dễ hơn ha. Làm marketing thì nó đi vào cái cụ thể hơn á các bạn, nó không có cái tầm chiến lược bự thù vậy á. Cho nên là nó dễ, còn cái này là mình đi cái kiểu chiến lược á, cái mắt mình nó phải nhìn xa trông rộng, xong rồi nó phải liên kết, nó phải đó. Các bạn cứ tưởng tượng giờ mình đang kinh doanh xà phòng thôi, nhưng mà nói một hồi ra là không biết sau này mình nó còn kinh doanh xà phòng hay mà kinh doanh cái gì,
đúng không? Mình có phải làm lại thương hiệu không? Đó, nó dài đó, nó chiến lược đó. Cho nên là mình phải, nó khó chứ không phải là dễ. Rồi à, như vậy thì cảm ơn các bạn đã tham gia vào buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ có 3 tiết thôi ha. Thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây, và buổi ngày hôm sau chúng ta còn 3 tiết nữa, thì 5 nhóm nữa các bạn sẽ trình bày cái phần của mình. Các bạn cũng có thể là sửa lại hoặc là thay đổi gì đó tùy theo các bạn, dựa trên kinh nghiệm của 5 nhóm đi trước và cái sự góp ý của cô về các cái nội dung. Nhóm nào mà các bạn kinh doanh đa sản phẩm thì các bạn có thể thấy là các bạn cần phải bổ sung cái phần chiến lược phát triển thương hiệu, tức là chúng ta đặt tên cho nó như thế nào á. Cô đang xét cái điểm danh cho các bạn này. Hôm nay ngày, trời ơi, khổ quá, cô ghi cái ngày không thôi nha, cái bàn phím của cô nó bị không nhận bàn phím, cô gõ nó khó. Hôm nay ngày nhiều mấy đứa rồi, ngày phím phải không? Dạ đúng rồi con. Tháng 11 năm 21 này. Rồi, cô vừa mới thêm vào lúc 3 giờ 20 phút tới 3 giờ 30 phút ạ. À, như vậy thì tạm biệt các bạn nha, các bạn ra để điểm danh không tôi không kịp nha. Xin chào cô. À. Xin chào cô.